Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 12. Một võ sĩ tiến lên. Bấu cổ Lâm Thương Hải, lấy lưỡi của ông ta. Một dao chặt đứt. Lâm Thương Hải miệng đầy máu tươi, phát ra âm thanh nghẹn ngào, ô ô ô. Trong con người Diệp Bắc Minh nổi lên giận dữ, Lâm Thương Hải, tôi ra lệnh cho ông không được chết. Chờ tôi đến. Răng rắc. Diệp Bắc Minh dùng lực, bóp vỡ điện thoại di động. Bát sư tỷ, em mượn máy bay của chị, em phải đi Đông Doanh một chuyến. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, tiểu sư đệ, em muốn đi Đông Doanh. Đúng vậy. Diệp Bắc Minh nghiêm túc gật đầu. Nói ra chuyện của Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải trung thành, tra tin tức về mẹ em giúp em, hôm nay bị Kimura Suke bắt đi. Đối phương một giờ xẻo một miếng thịt của ông ta, em không thể nào để ông ấy chết thảm như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tuyết Kỳ nghiêm túc. Hành động này của người Đông Doanh khiến cô ấy vô cùng tức giận, chị đi cùng em. Diệp Bắc Minh bất ngờ, cái gì? Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, Đông Doanh nguy hiểm trùng trùng, chị không thể để em mạo hiểm một mình. Cô ấy lấy điện thoại di động, gọi liền mấy cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên. Thập sư muội, tiểu sư đệ muốn đi Đông Doanh. Vương Như Yên gật đầu, được, em lập tức đi chuẩn bị, chờ tin tức của mọi người bất cứ lúc nào. Cuộc điện thoại thứ hai. Cửu sư muội, vận dụng mối quan hệ với các hacker của em, chờ tin tức của chị. Phong tỏa toàn bộ nền kinh tế của đảo quốc Đông Doanh. Hoàng hậu Hồng Đào lo sợ thiên hạ không loạn, yo, chuyện vui thế, phong tỏa nền kinh tế của đảo quốc Đông Doanh. Vui nha, vui nha. Cuộc điện thoại thứ ba. Thất sư tỷ, tiểu sư đệ muốn đi đảo quốc Đông Doanh cứu người, hạm đội hải dương của chị chút đi. Tu La mặt ngọc nhàn nhạt nói, tàu sân bay của chị sắp dì xét rồi. Yên tâm, trong vòng một ngày, 10 chiếc tàu sân bay sẽ bao vây đảo quốc Đông Doanh. Cuộc điện thoại thứ tư. Sư huynh, gần đây có thể anh sẽ phải chịu khiển trách của đảo quốc Đông Doanh, dẫn đến dư luận quốc tế bàn tán, anh chú ý một chút. Tại phòng làm việc nào đó ở Long Đô, Long Quốc. Một người đàn ông trung niên ngơ ngác, em muốn làm gì? Tút 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 tút. Điện thoại lập tức bị cắt đứt, để lại người đàn ông trung niên mặt mày ngơ ngác. Toàn bộ Long Quốc ngoài Lục Tuyết Kỳ ra. Còn ai dám trực tiếp gọi cho ông ta? Người đàn ông hét lớn, thư ký Tiền. Cuộc điện thoại thứ 5. Truyền lệnh xuống, toàn thể đội thiên tự chuẩn bị, chúng ta ra biển luyện binh. Lục Tuyết Kỳ giống như một nữ vương. Gọi điện thoại liền một hơi xong. Mí mắt Diệp Bắc Minh nhướng mạnh, trợn tròn mắt khụ. Bát sư tỷ. Cần đội hình lớn vậy sao? Lục Tuyết Kỳ thản nhiên cười, phong thái thục nữ tiểu sư đệ, muốn chơi thì phải chơi lớn một chút. Quả thật không ổn, lần này chúng ta phải diệt hết đảo quốc Đông Doanh. Thục Trung, Đường Môn, trong đại sảnh cổ kiểu Trung Hoa. Toàn bộ tầng lớp cấp cao của Đường Môn đều có mặt tại đây. Xung quanh yên ắng, 5 chiếc cáng đặt trên mặt đất, 5 bọc vải quấn sát người, 5 cỗ thi thể. 4 võ hoàng sơ kỳ và Đường Tư Chiết. Tất cả mọi người đều đứng xuôi tay. Khẽ cúi đầu. Không ai dám ngồi xuống. Một người đàn ông trung niên đứng trước 5 cỗ thi thể, cúi đầu nhìn thi thể của Đường Tư Chiết. Đường Phá Thiên. Gia chủ hiện tại của Đường Môn. Lúc này, Đường Phá Thiên trán nổi gân xanh, trong mắt đều là tia máu, con trai của bố. Tư Chiết, Tư Chiết. Tư Chiết chết rồi, Hồng Mai, xin lỗi. Xin lỗi bà. Bà mất sớm, tôi không bảo vệ tốt Tư Chiết. Diệp Bắc Minh. Truyền lệnh xuống, mang đầu Diệp Bắc Minh về cho tôi. Giọng nói của Đường Phá Thiên vang vọng trong phòng khách. Bỗng nhiên. Ngoài cửa truyền tới một giọng nói, Đường Môn Chủ, Diệp Bắc Minh không dễ giết vậy đâu, chúng ta có thể hợp tác. Một bóng đen xuất hiện giống như quỷ, tiến vào bên trong đại sảnh Đường Môn. Soạt. Mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Ai? Giỏi lắm, dám cả gan xông vào Đường Môn. Một đám võ giả bao vây bóng đen đó. Chân mày Đường Phá Thiên nhíu lại, ông là ai? Bóng đen trả lời lạnh băng, số 7, Điện Huyết Hồn. Đám người Đường Môn đều sửng sốt. Thế lực Điện Huyết Hồn rất đáng sợ, có thể so được với gia tộc cổ võ. Mà 10 huyết sứ đầu tiên trong Điện Huyết Hồn đều không có tên. Lấy số đại diện cho thân phận. Bóng đen trước mắt là huyết sứ số 7 của Điện Huyết Hồn, nói cách khác, ngoài điện chủ huyết hồn ra,
người này đứng hạng thứ 7 trong điện huyết hồn. Đường Phá Thiên lạnh nhạt hỏi, Diệp Bắc Minh có thủ oán với điện huyết hồn. Bóng đen trả lời, hận thù chồng chất. Đường Phá Thiên cười lạnh từ chối, điện huyết hồn không phải sánh ngang với gia tộc cổ võ sao. Ngay cả một Diệp Bắc Minh cũng không đối phó nổi, còn muốn hợp tác với đường môn tôi. Các người xứng sao? Gia tộc cổ võ, có kiêu ngạo của mình. Điện huyết hồn, tổ chức chẳng đâu vào đâu. Bóng đen cười, đường môn chủ, xem ra các người vẫn chưa biết thực lực của Diệp Bắc Minh kinh khủng nhường nào rồi. Nói không chút khách khí thì chưa đến 2 năm, Diệp Bắc Minh diệt gia tộc cổ võ như lấy đồ trong túi. Đám người đường môn biến sắc. Sắc mặt đường Phá Thiên trầm xuống, nói bậy bạ. Người đâu, đuổi ra ngoài. Bóng đen lạnh lùng nói, đường môn chủ, ông nhất định muốn đuổi tôi đi. Đường Phá Thiên vung tay lên, cút. Bóng đen cười lạnh một tiếng, đường môn chủ, lẽ nào muốn tôi nói ra đường môn các người cũng tham gia vào lần đuổi giết của 23 năm trước. Bóng đen tiếp tục nói, phương thuốc người phụ nữ đó để lại, đường môn các người cũng lấy được một ít. Đường môn ông coi trọng danh tiếng, âm thầm ra tay giấu giếm. Nếu không phải có độc dược của đường môn các người, chúng tôi nào có được cơ hội tốt như vậy. Nói cho cùng vẫn phải cảm ơn độc dược của đường môn các người nữa. Ông, đường Phá Thiên biến sắc mặt, ông còn biết gì nữa? Bóng đen cười thâm sâu, Diệp Bắc Minh chính là con trai của người phụ nữ kia, trong tay hắn có một bản danh sách chết. Người 23 năm trước từng ra tay đã chết gần nửa. Bây giờ đến lượt chúng ta, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết con trai của người phụ nữ đó khủng khiếp thế nào. Đường Phá Thiên ngây người. Đại sảnh đường môn trong nháy mắt tĩnh mịch. Lục Tuyết Kỳ cho người đưa Hạ Nhược Tuyết trở về Giang Nam. Diệp Bắc Minh cùng cô ấy chạy thẳng đến đảo quốc Đông Doanh. Tốc độ của máy bay rất nhanh, bay ra khỏi hải vực Long Quốc, đảo quốc Đông Doanh xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, thủ đô đảo quốc Đông Doanh, dưới núi Phú Sĩ, gia tộc Kimura. Kimura Suke từ sân bay quay về, xẻo tất cả thịt trên người hắn cho chó ăn. Tôi đến công ty một chuyến. Vội vàng lên xe, đến tập đoàn Nguyễn Ngân Đông Doanh. Ông ta báo cáo cho hội đồng quản trị thu hoạch của chuyến đi lần này. Lâm Thương Hải bị giam ở trong lồng sắt. Trên bắp đùi ông ta đã bớt đi 3-4 miếng thịt. Sâu thấy cả xương. Rõ. Một đám người Đông Doanh đi tới. Trên mặt treo nụ cười tàn nhẫn. Bọn họ cầm trong tay kiếm samurai, không ngừng đung đưa. Là người của Long Quốc. Ha 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 ha, người Long Quốc đáng chết, rơi vào tay chúng ta rồi, đối phó với hắn thế nào? Hắc hắc, đương nhiên là dựa theo căn dặn của gia chủ, xẻo tất cả thịt trên người hắn cho chó ăn. Phập, một kiếm samurai đâm tới. Đâm vào bắp đùi của Lâm Thương Hải. Máu tươi đầm đìa. Một khối thịt lớn bằng nắm đấm bị cắt mất. Lâm Thương Hải đau đến mức ngất đi, trong mắt đều là tia máu, người. Đông, Doanh, thiếu chủ của tôi, sẽ không bỏ qua cho các người. Đầu lưỡi của Lâm Thương Hải bị cắt. Dùng cổ họng phát ra tiếng gào thét. Trong miệng không ngừng phun máu tươi. Còn dám mạnh miệng. Người Long Quốc chính là đồ đê tiện. Cắt thêm mấy miếng thịt của hắn cho chó ăn. Phập, phập, phập. Những thanh kiếm samurai trong tay người Đông Doanh chuyển động, máu thịt trên người Lâm Thương Hải liên tục biến mất. Lập tức xuất hiện mấy chục vết thương. Tất cả đều sâu thấy cả xương. Nếu như Lâm Thương Hải không phải võ giả, chỉ là một người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Thiếu chủ, xin lỗi, tôi không kiên trì nổi nữa. Đột nhiên, cửa lớn bằng gỗ cứng của gia tộc Kimura nổ tung. Giống như đại bác bắn vào. Một vài người Đông Doanh phản ứng không kịp, lập tức bị đập thành thịt nát. Bên ngoài truyền đến từng trận kêu gào thảm thiết của người Đông Doanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Đông Doanh đang hành hạ Lâm Thương Hải sắc mặt điên cuồng thay đổi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rất nhiều võ sĩ mặc áo giáp từ cửa lớn bay vào. Tất cả đều nổ chết. Kẻ nào dám xông vào gia tộc Kimura giết người? Là người của gia tộc khác đánh tới. Mau đi thông báo cho gia chủ. Những người Đông Doanh kinh hãi. Một khắc sau, bóng dáng một cậu thanh niên xuất hiện ở cửa lớn, tay cầm kiếm Đoạn Long đi tới. Chính là Diệp Bắc Minh. Chỉ có một người. Khốn nạn. Một mình dám xông vào gia tộc Kimura. Chết rồi, chết rồi.
Những người đông doanh này nổi giận đùng đùng, vốn không biết đến sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Tay cầm samurai giết tới. Lâm Thương Hải yếu ớt ngẩng đầu lên, trong con ngươi đỏ bừng lóe lên nước mắt, thiếu chủ tôi đang nằm mơ sao? Cậu đến rồi. Ông ta há miệng, bên trong lộ ra nửa cái lưỡi. Lâm Thương Hải đang cười. Cười rất vui vẻ. Thiếu chủ, hôm nay tôi xem như, chết cũng, đáng. Con ngươi của Diệp Bắc Minh lập tức đỏ bừng, Lâm Thương Hải. Một luồng lửa giận vô tận trong nháy mắt bao phủ trái tim Diệp Bắc Minh. Bùm! Bộc phát ra! Chúng mày đáng phải chết! Trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra một luồng sát khí ngút trời. Lúc này, bên ngoài cơ thể của anh lại mơ hồ xuất hiện một tầng huyết quang. Trong khoảnh khắc đám người đông doanh kia xông lên, Diệp Bắc Minh một kiếm đánh ra. Phụt! Kiếm khí cuốn tới, thân thể bọn họ trực tiếp nổ tung. Gâu gâu gâu! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một đám chó săn sủa ầm ĩ xông đến. Cút! Diệp Bắc Minh một kiếm chém ra, đánh chết toàn bộ đám chó dữ này. Sải bước, xông đến trước lồng sắt nhốt Lâm Thương Hải. Keng! Kiếm đoạn long chém một nhát, lồng sắt chia năm xẻ bảy. Lâm Thương Hải yếu ớt kêu lên, thiếu chủ. Tinh thần buông lỏng một chút. Ngất đi. Ông ta cố gắng cầm cự một hơi chờ Diệp Bắc Minh xuất hiện. Diệp Bắc Minh không chậm trễ chút nào. Cắm 9 cây kim bạc xuống. Đâm vào trong cơ thể của Lâm Thương Hải. Tôi không cho phép ông chết. Diệp Bắc Minh hạ thấp giọng. Quỷ môn thập tam châm vừa ra, trong nháy mắt Lâm Thương Hải liền cảm thấy có tinh thần. Tất cả vết thương trên người đều được cầm máu. Diệp Bắc Minh lại lấy ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng Lâm Thương Hải, ông sẽ không chết đâu. Tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ xông vào. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Lâm Thương Hải mà giật mình, đám người đông doanh này tàn nhẫn quá. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, bát sư tỷ, chăm sóc kỹ Lâm Thương Hải. Những thứ khác để em. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, để lại một bóng lưng. Đi sâu vào trong gia tộc Kimura. Kẻ nào? Dám cả gan xông vào gia tộc Kimura. Giết! Một đám võ sĩ xuất hiện, tu vi căn bản không đủ nhìn, ở tầm cấp tông sư. Bọn họ xông về phía Diệp Bắc Minh, bị một kiếm chém, cơ thể chia năm xẻ bảy. Rít! Người của gia tộc Kimura nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sợ hãi. Tè ra quần! Ma quỷ, là ma quỷ! Ôi thần ơi, có ma quỷ tiến vào nhà Kimura, cứu mạng! Đám người trong gia tộc Kimura chạy tán loạn. Rít! Nhưng vẫn có võ sĩ liều mạng xung phong tiến lên. Phụt! Một kiếm quét ngang qua, chém vào hông. Diệp Bắc Minh giống như một sát thần, đi đến đâu, đám người gia tộc Kimura đều phải đền tội. Thằng nhãi đáng chết, mày điên rồi sao? Một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Mười mấy ninja xuất hiện, cuối cùng tu vi đã cao hơn một chút. Đều là võ linh trở lên. Phụt, phụt, phụt. Một kiếm xóa bỏ. Đáng chết, nơi này là gia tộc Kimura, người Long Quốc mày dám. Một võ vương xuất hiện. Võ vương đỉnh phong. Tay nghề mạnh nhất trong gia tộc Kimura. Dưới tay Diệp Bắc Minh, ngay cả một hiệp cũng không kiên trì được, không ngăn nổi một kích của kiếm đoạn long. Kinh lôi chảm. Đường kiếm khí mang theo sấm sét, một kiếm trong nháy mắt giết chết võ vương đỉnh phong này. Kiếm đoạn long không oán hồn. Nửa tiếng sau, tất cả người của gia tộc Kimura đều phải đền tội. Máu chảy thành sông. Trên người Diệp Bắc Minh ngưng tụ một luồng sát khí. Đạo tàn sát nằm ở trong đó. Diệp Bắc Minh hỏi, tháp càn khôn chấn ngục, Kimura Suke ở đâu? Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, hắn không có ở đây. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng lại, dùng vạn giảm theo dõi. Dù ở chân trời góc bể, tôi cũng phải giết ông ta. Thủ đô, tòa cao ốc tập đoàn Nguyễn Ngân, khu thương mại Ngân Tọa. Bên trong phòng họp, gần như tất cả những cổ đông của tập đoàn Nguyễn Ngân đều có mặt. Liếc nhìn đều là bốn nhân vật lớn, tiếng tăm lẫy lừng, đứng hàng đầu đông doanh. Kido Oishi, tộc trưởng gia tộc Kido, nhà đầu tư hàng đầu, chính khách, thân phận đáng giá hơn trăm tỷ đô la. Một trong những cổ đông của tập đoàn Nguyễn Ngân. Kojiro Abe, chính khách hàng đầu, đại thần nội các. Một trong những cổ đông của tập đoàn Nguyễn Ngân. Kuishiren, người có quyền quyết định ở hiệp hội xã đoàn đông doanh, quyền cao chức trọng.
một trong những cổ đông của tập đoàn Nguyễn Ngân. Chiba Ryokyo, tộc trưởng mới của gia tộc Chiba. Một trong những cổ đông của tập đoàn Nguyễn Ngân. Những người này tùy tiện dậm chân một cái. Đông doanh cũng phải rung chuyển. Còn kinh khủng hơn cả động đất. Bọn họ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của đông doanh, phế lập thủ tướng cũng chỉ nằm trong một câu nói của bọn họ. Giờ phút này, mấy người bọn họ tập trung tại đây, tất cả đều đang nghe bẩm báo của Kimura Suke. Chuyến đi Long Quốc lần này ban đầu vô cùng thuận lợi, đáng tiếc trong một tháng gần đây thường xuyên xảy ra tai nạn. Đầu tiên, Masao Tokugawa chết, thương hội chúng ta vất vả lắm mới xây dựng được đã sụp đổ. Thứ hai, thế lực gia tộc Chiba ở Trung Hải cũng bị mất, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phân chia Long Quốc của chúng ta. Thứ ba, vốn dĩ nhà họ Lý ở cảng đảo sắp chịu sự khống chế của chúng ta, bởi vì đột nhiên nhảy ra một Diệp Bắc Minh. Vị trí đứng đầu nhà họ Lý ở cảng đảo lại rơi vào tay một người phụ nữ. Kimura Suke như muốn nghiến nát hàm răng. Mà tất cả những thứ này đều do một người Long Quốc tên là Diệp Bắc Minh gây ra. Bên trong phòng họp, sắc mặt của mọi người không dễ coi. Ba chữ Diệp Bắc Minh vào ba ngày trước bọn họ đã từng nghe qua. Tài liệu về Diệp Bắc Minh cũng xuất hiện trên bàn làm việc của họ. Những tầng lớp cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân này thậm chí còn đang cân nhắc có nên ra tay tiêu diệt người này hay không. Kế hoạch mười mấy năm của bọn họ đều bị rối loạn. Chiba Ryokyo đứng lên, mặt đầy giận dữ, bố tôi bị Diệp Bắc Minh giết chết, em gái tôi cũng đã phản bội. Hắn quả thật đáng chết. Kido Oishi lạnh giọng nói, một người Long Quốc thôi mà, sao lại có sức mạnh lớn đến vậy? Kimura Suke lắc đầu, không phải do Diệp Bắc Minh mạnh, mà người sau lưng hắn mới mạnh. Chúng tôi hoài nghi, có người lấy Diệp Bắc Minh làm quân cờ, cố ý làm mọi chuyện nhắn vào chúng ta. Bên trong phòng họp yên lặng, Kojiro Abe nghi ngờ, tầng lớp cấp cao của Long Quốc. Rất có thể, Kimura Suke gật đầu. Ông ta suy nghĩ chốc lát, rồi lại lấy ra tập tài liệu cực kỳ bí mật, hơn nữa, Diệp Bắc Minh này và người xông vào hành cung thiên hoàng 23 năm trước. Cái gì? Hắn là con trai người phụ nữ đó. Các tầng lớp cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân có mặt tại đây đều kinh hãi. Lúc này, dưới tầng cao ốc tập đoàn Nguyễn Ngân, bởi vì nằm ngay bên cạnh phố đi bộ Ngân Tỏa, người qua lại vô cùng náo nhiệt. Một người đàn ông Long Quốc, tay cầm thanh kiếm gãy nhuốm máu, sải bước đi. Coi thường tất cả người đông doanh trên đường phố, đi về phía tòa cao ốc trụ sở chính tập đoàn Nguyễn Ngân. Một luồng ý lạnh truyền tới. Mọi người đều tránh đường. Không dám đến gần người đàn ông này. Đây là ai vậy? Hắn muốn làm gì, cầm một thứ hung khí trong đô thị lớn phồn hoa, đi về phía tòa cao ốc trụ sở chính tập đoàn Nguyễn Ngân. Cuồng tín thái quá sao? Hành động nghệ sĩ. Người đông doanh trên đường đều ngây người, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Diệp Bắc Minh đi tới cửa lớn tập đoàn Nguyễn Ngân. Mấy bảo vệ cảm thấy tình hình không đúng, nghiêm nghị hét lớn, biết đây là đâu không? Mau đi đi, còn không rời. Bùm! Diệp Bắc Minh một kiếm chém ra, nổ vụn cửa lớn tập đoàn Nguyễn Ngân. Bước thẳng vào. Phố buôn bán náo nhiệt sau lưng lập tức sôi sùng sục. Ngăn hắn lại. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh tiến vào tầng 1 của tập đoàn Nguyễn Ngân, lập tức có một đám bảo vệ xuất hiện. Bọn họ đều là võ giả hàng đầu, cảnh giới tông sư. Chỉ là mặc đồ bảo vệ mà thôi. Hơn 50 tông sư xông lên, khí thế khiếp người. Xoẹt! Diệp Bắc Minh chỉ có một kiếm. Xoay người rời đi. Cơ thể những bảo vệ cấp tông sư đều bị chia thành hai nửa, nổ tung tại chỗ. Còn Diệp Bắc Minh đã ấn thang máy. Đi về phía tầng cao nhất tập đoàn Nguyễn Ngân. Cửa phòng họp bị người ta đẩy ra. Một người đàn ông trung niên vội vã chạy vào. Bốp! Kimura Suke đứng dậy, trở tay giáng xuống cái tát. Đánh xuống mặt người này kêu vang dội. Không thấy chúng tôi đang họp sao, ai bảo ông xông vào. Người đàn ông trung niên rất oan ức, ông Kimura, chuyện lớn rồi. Có cậu thanh niên tay cầm kiếm gãy, tiến vào tòa cao ốc tập đoàn chúng ta. Cái gì? Mọi người trong phòng họp đều nhíu mày. Nhưng... không quá sợ hãi. Chuyện này dù có xảy ra cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Kimura Suke cười lạnh một tiếng. Các người đuổi không được sao, còn phải bẩm báo chúng tôi. Gầm lên, cút. Người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi,
nhưng hơn 50 võ giả cấp tông sư của chúng ta đều bị một kiếm của hắn giết chết. Giết! Mọi người trong phòng họp hít một hơi lạnh. Mặc dù bọn họ không phải võ giả, nhưng hơn 50 tông sư cấp võ giả nghĩa là gì, bọn họ rất rõ. Kimura Suke nhướng mày, có dự cảm xấu, người đâu rồi? Hắn ở trong thang máy, đi về phía tầng cao nhất, người đàn ông trung niên giải thích. Mau mở camera, chiếu hình. Kimura Suke quát lên. Dạ. Thư ký hội nghị lập tức làm theo. Hình ảnh camera trong thang máy xuất hiện. Một người đàn ông Long Quốc mặt lạnh, tay cầm kiếm gãy, đứng trong thang máy. Dù là cách màn hình camera, đám người trong phòng họp cũng có thể cảm nhận được sát khí kinh khủng của người này. Tất cả đều run rẩy. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó. Con người Kimura Suke có rút lại, Diệp Bắc Minh. Cái gì? Hắn chính là Diệp Bắc Minh. Bên trong phòng họp đại loạn. Kido Oishi kinh ngạc, làm sao hắn tới được Đông Doanh? Sắc mặt Kojiro Abe trầm xuống, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Diệp Bắc Minh đến được tập đoàn Nguyễn Ngân? Kui Siren quát lớn, còn chờ gì nữa? Đóng thang máy lại cho tôi, lẽ nào thật sự muốn để hắn đi lên? Rõ. Lập tức có người truyền lệnh đóng kín thang máy. Thang máy dừng vận hành. Diệp Bắc Minh trong camera ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày. Giây tiếp theo. Anh chém ra một kiếm, đánh xuyên trần thang máy. Sau đó nhảy lên, lao từ trong thang máy ra. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Kido Oishi gào lớn, làm sao hắn đến được Đông Doanh? Còn đánh vào tập đoàn Nguyễn Ngân chúng ta. Kojiro Abe xoay người rời đi, chỗ này không thể ở thêm, chúng ta đi mau. Ông ta xông ra ngoài cửa lớn phòng họp. Vừa mở cửa ra. Một cước đạp vào ngực Kojiro Abe. Đạp ông ta quay lại, ngã trước mặt mọi người. Một giọng nói lạnh băng truyền tới, Kimura Suke, không phải ông bảo tôi đến Đông Doanh sao? Như ông mong muốn, tôi đến rồi. Mày! Kimura Suke sợ đến mức da đầu tê dại, chỉ vào cậu thanh niên Long Quốc đang đi vào phòng họp. Trong mắt ông ta sắp nổ tung. Toàn thân run rẩy, dựng tóc gáy. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh thật sự đến Đông Doanh. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Đúng là nhanh đến dọa người. Thời khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Kimura Suke mặt xám như cho tàn. Kojiro Abe bò dậy, ôm ngực, Diệp Bắc Minh, tôi là đại thần nội các của Đông Doanh, cậu dám đối xử với tôi như vậy. Tôi nhất định sẽ thông báo cho Long Quốc, trừng phạt tên hung đồ cậu. Xoẹt! Diệp Bắc Minh như quỷ xuất hiện trước mặt Kojiro Abe. Ông muốn làm gì? Kojiro Abe kinh hãi. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đưa một tay túm cổ ông ta. Sau đó dùng lực ném ra ngoài. Dứt khoát. Bùm. Kojiro Abe đập vỡ cửa kính phòng làm việc. Từ trên cao ốc mấy chục tầng rơi thẳng xuống mặt đất phố đi bộ Ngân Tỏa. Ngã thành một cục thịt nát. Là đại thần Kojiro. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ông ấy lại ngã từ trên tầng xuống? Người trên phố đi bộ hỗn loạn. Rít. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người run rẩy. Kojiro Abe bị Diệp Bắc Minh ném từ cao ốc mấy chục tầng xuống đất. Mọi người sợ hãi lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh kéo ghế, chậm rãi ngồi xuống. Anh nhìn Kimura Suke, không phải ông bảo tôi đến Đông Doanh à? Sao hả? Sợ rồi. Soạt. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Kimura Suke, tràn đầy tức giận. Giống như đang hỏi, ông đã chọc giận gì tên sát thần này? Toàn thân Kimura Suke sợ run rẩy, quỳ sụp xuống đất, cậu Diệp, tôi biết lỗi rồi. Hiểu lầm, lời trong điện thoại đều là hiểu lầm. Lời tôi nói lúc tức giận, cậu đừng để trong lòng. Tôi lập tức gọi về, thông báo với người nhà, thả Lâm Thương Hải. Ầm ầm ầm. Đầu đập điên cuồng xuống đất. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, không cần. Tôi đã đến gia tộc Kimura, Lâm Thương Hải đã được cứu. Tiện tay giết hết tất cả người trong gia tộc Kimura. Nghe đến đây, cơn giận của Kimura Suke xông lên tận óc, cái gì? Xoẹt! Ông ta lập tức đứng dậy, tức giận đến mê man. Căm tức nhìn Diệp Bắc Minh, gào thét, Diệp Bắc Minh, mày nói cái gì? Tôi cho ông đứng lên. Ánh mắt trầm xuống. Bùm! Diệp Bắc Minh nâng tay, ấn xuống. Phốc! Hai đầu gối Kimura Suke mềm nhũn,
trong nháy mắt đập trên mặt đất. Đầu gối trực tiếp nổ tung, bắp chân hóa thành một mảng thịt vụn, hoàn toàn biến mất. Kimura Suke điên cuồng gào thét, Diệp Bắc Minh, mày giết tao đi. Có bản lĩnh thì giết tao đi. Diệp Bắc Minh mặt tươi cười, giết người rất đơn giản, ông hành hạ Lâm Thương Hải thế nào? Tôi trả lại gấp trăm lần. Phốc, anh giơ tay, mấy cây kim bạc bay ra. Cắm vào trong cơ thể Kimura Suke. À, lúc này, Kimura Suke giống như gặp phải ngàn vạn nhát dao. Lăn lộn trong chảo dầu. Lại giống như có chục ngàn con kiến cắn xé máu thịt ông ta. Mỗi giây còn sống đều trở nên đau khổ. Quỷ môn thập tam châm có thể cứu người, cũng có thể giết người. À, giết tao, mày giết tao đi. Kimura Suke điên cuồng cầu xin, xin mày, giết tao. Quá đau đớn, ma quỷ, mày là ma quỷ. Các hạ Kido, giết tôi, cầu xin ông giết tôi. Kimura Suke bỏ đến trước mặt Kido Oishi. Dập đầu cầu xin được chết. Kido Oishi mặt trắng bệch lui về phía sau. Kimura Suke lại bò về phía Kui Siren, Kui, chúng ta là bạn tốt. Cầu xin ông, giết tôi đi, tôi không muốn bị hành hạ thêm nữa. Kimura Suke bỏ đến dưới chân Diệp Bắc Minh. Phập phập phập, dập đầu điên cuồng, sắp vỡ cả trán, máu tươi đầm đìa. Cậu Diệp, xin cậu giết tôi đi, ban cho tôi cái chết đi. Phập phập phập, ngay cả cái chết mà Kimura Suke cũng không sợ, lại sợ mấy cây kim châm đâm vào cơ thể đó. Nghĩ cũng biết quỷ môn thập tam châm hành hạ con người đáng sợ đến mức nào. Trong phòng họp, mọi người nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như nhìn ma quỷ. Không nhịn được run lên. Người thanh niên Long Quốc này ngồi ở đó. Vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, Kimura Suke, dễ chịu không? Suýt, tiếng hít khí lạnh vang lên. Đã đến lúc này rồi. Còn hỏi người ta dễ chịu không? Đúng là khiến người ta không lạnh mà run. Kimura Suke sống không bằng chết, cậu Diệp, tôi xin lỗi, tôi nhận sai. Cậu xin cậu giết tôi đi. Diệp Bắc Minh lên tiếng, tôi nhớ trong điện thoại ông nói, biết thông tin của mẹ tôi. Nói đi, rốt cuộc là thế nào? Kimura Suke vội vàng nói, 23 năm trước, mẹ của cậu từng đến Đông Doanh một lần. Cụ thể là thế nào, tôi cũng không biết, nhưng Kido Oishi biết. Kojiro Abe cũng biết, bọn họ đều là người của Hoàng đế Bệ Hạ. Bởi vì 23 năm trước, mẹ của cậu từng xông vào hành cung của Bệ Hạ. Kido Oishi quát lên một tiếng, Kimura Suke, ông đang nói linh tinh gì thế hả? Bốp! Diệp Bắc Minh tát một cái qua. Nội lực cuồn cuộn. Kido Oishi bay xa ra. Ngã đến rũ rượi nhếch nhác. Ông Kido, đám người trong phòng họp kinh hoàng, vội vàng đỡ ông ta lên. Kido Oishi ôm mặt, khóe mắt co giật mạnh. Không dám nói một câu. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, thản nhiên nói, thích lắm miệng như vậy hả, được, đến lượt ông nói rồi. Ánh mắt của Kido Oishi âm lạnh, Diệp Bắc Minh, cậu có biết cậu đang làm gì không? Nơi này là đảo quốc Đông Doanh, tôi khuyên cậu. Bốp, lại một cái bạt tai giáng đến. Trực tiếp cắt ngang lời Kido Oishi. Ông ta giống như con quay, xoay 7-8 vòng tại chỗ. Sau đó mới bỏ dưới đất, khuôn mặt sưng thành cái đầu heo. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, hỏi một đằng trả lời một nẻo, tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Nếu không, ông xuống cùng ông ta đi. Sau đó anh đạp Kimura Suke bay ra xa. Phập, Kimura Suke ngã chết tươi. Đám người trong phòng họp đều run cả tim. Bọn họ đều biết, Diệp Bắc Minh dám làm thật. Cậu, Kido Oishi run lên, ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Người thanh niên Long Quốc này, sao lại dám làm thế chứ? Nơi này là đảo quốc Đông Doanh. Ông ta là đại thần của nội các Đông Doanh. Là đại thần bên cạnh thiên hoàng đó. Anh ta ra tay với mình như vậy, chẳng lẽ thực sự không sợ đảo quốc Đông Doanh báo thù sao? Diệp Bắc Minh, tao nhất định phải giết mày. Cứ đợi đấy, chẳng bao lâu nữa, đại quân sẽ tấn công đến đây, đến lúc đó, tao sẽ băm vằm mày thành hàng ngàn mảnh. Kido Oishi tức giận gầm lên trong lòng. Nhưng lại không dám nói ra, ông ta cúi đầu, tôi cũng không biết tình hình cụ thể. Nhưng 23 năm trước đúng là có một người phụ nữ xông vào hành cung của bệ hạ, cuối cùng không rõ tung tích. Diệp Bắc Minh đứng lên, đi thôi, đến hành cung của Huy Hoàng.
vừa dứt lời. Cách cách cách, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Sau đó, một đám người đông doanh trang bị vũ trang vác súng đạn xông vào trong phòng họp. Ngoại trừ quân đội, còn có rất nhiều nhẫn gải, võ sĩ. Cả phòng họp lập tức bị bao vây. Mấy trăm họng súng chĩa thẳng vào Diệp Bắc Minh. Kido Oishi đứng lên cười lớn, ha ha, Diệp Bắc Minh, người của chúng tôi đến rồi. Trò chơi kết thúc tại đây. Nhìn thấy người của mình xuất hiện. Lãnh đạo cấp cao của Nguyễn Ngân trong phòng họp lập tức thở nhẹ nhõm. Bọn họ vô cùng bình tĩnh, không thèm nhìn đến Diệp Bắc Minh. Từng người đi về phía cửa khỏi phòng họp. Kido Oishi lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh một cái, ném lại một câu, giữ lại cho cậu ta một hơi thở, tôi phải đích thân thẩm vấn cậu ta. Rồi ông ta quay người định bỏ đi. Rõ. Một người đông doanh đáp lại một tiếng. Tất cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân đều đi đến cửa phòng họp. Chuẩn bị bỏ đi. Theo bọn họ thấy, nhiều người có mặt ở đây như vậy, Diệp Bắc Minh còn dám làm càn chắc. Đột nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, tôi cho các ông đi chưa? Một luồng sát ý ập đến. Bao trùm tất cả mọi người. Soạt. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân đều dừng bước chân, kinh ngạc quay đầu. Cui Siren cười, Diệp Bắc Minh, cho mày hống hách mấy phút, mày còn tưởng mày là ai hả? Phụt. Diệp Bắc Minh chém một đường kiếm qua. Nụ cười trên khuôn mặt Cui Siren vẫn chưa biến mất, đã bị Diệp Bắc Minh chém thành hai nửa. A. À, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân vô cùng hoảng sợ, sợ đến sắp mất cả hồn phách. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh còn dám trực tiếp giết người. Nổ súng đi. Kido Oishi tức giận hét lớn một tiếng. Pằng pằng pằng. Những viên đạn như mưa to gió lớn bắn đến. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, mặc cho đạn rơi vào người. Tóe lên ánh lửa. Tầng thứ nhất cửu chuyển kim thân quyết đại thành. Đao thương không đâm được, đạn dược cũng không làm anh bị thương được. Mày, rốt cuộc mày là người, hay quỷ? Kido Oishi sợ đến tê dại ra đầu, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Ngón tay run run chỉ vào Diệp Bắc Minh. Các lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn Nguyễn Ngân sợ đến ngã dưới đất. Rút! Rút hết cho tôi! Đám binh sĩ của đảo quốc Đông Doanh sợ đến mức vứt cả súng. Quay người bỏ chạy. Tinh thần võ sĩ đảo. Tinh thần quân nhân, tất cả đều không cần nữa. Người Long Quốc này còn không sợ cả bom đạn, thì có gì có thể khiến anh bị thương? Võ sĩ Đông Doanh, nhẫn giả, lần lượt rút đao, xông về phía Diệp Bắc Minh. Phụt! Diệp Bắc Minh chém ngang một đường kiếm. Một luồng kiếm khí cuồn cuồn nổi lên, ào ào về phía trước giống như sóng nước, khí tức khủng bố. Tất cả những chỗ kiếm khí đi qua, toàn bộ người Đông Doanh đứng đó đều bị chém ngang hông, cơ thể chia thành hai nửa. Phập! Một tiếng vang lớn. Ngay cả bức tường phòng họp cũng bị kiếm khí của Diệp Bắc Minh chấn động vỡ tan, gạch đá bay khắp nơi. Phụt! Rất nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân bị gạch đá đập trúng, phun ra máu mà chết. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, đi về phía Kido Oishi. Giơ một chân, giẫm lên lồng ngực của Kido Oishi. Cảm giác khó thở truyền đến. Sợ hãi, kinh sợ, run rẩy. Người đàn ông Long Quốc trước mặt đúng là giống như quỷ. Anh lại không sợ súng đạn. Một kiếm chém chết tất cả võ giả mà ông ta bồi dưỡng. Anh vốn không phải là người. Lúc này, tất cả tự tin dũng khí trong lòng Kido Oishi đều biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại nỗi sợ cùng cực. Anh đưa một tay ra. Tóm chặt cổ của Kido Oishi. Chẳng còn cách nào. Ông ta sợ đến hai chân mềm nhũn, giống như một vũng bùn. Đứng lên cũng khó khăn. Cảm giác khó thở truyền đến. Hai chân lơ lửng. Trước nay Kido Oishi chưa từng sợ hãi như vậy, giọng nói cũng run run. Mày không thể giết tao. Không thể giết tao. Tao là đại thần nội các, là thần tử bên cạnh hoàng đế bệ hạ. Tao có rất nhiều tiền, tao cho mày hết. Tao có quyền lực ngút trời, cả nửa Đông Doanh này đều nghe theo lệnh của tao, mày tha cho tao, tao làm bù nhìn của mày. Vì mạng sống, Kido Oishi liền đặt cược tất cả. Đôi mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh, dẫn tôi đi gặp Uy Hoàng. Kido Oishi ngẩn người, cái gì? Mày muốn gặp Uy Hoàng. Hành cung Uy Hoàng ở thủ đô. Uy Hoàng và một đám đại thần nội các đang nghị chính trong điện.
Đột nhiên, thị thần bên cạnh vội vàng chạy vào, bệ hạ, tập đoàn Nguyễn Ngân xảy ra chuyện rồi. Uy Hoàng cau mày, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt thị thần tái nhợt, một thanh niên Long Quốc xông vào phòng họp ở tổng bộ tập đoàn Nguyễn Ngân. 30 phút trước, đại thần Kojiro Abe rớt xuống từ tòa nhà tập đoàn Nguyễn Ngân ngã chết. 5 phút sau, Kimura Suke cũng rớt xuống từ tòa nhà tập đoàn Nguyễn Ngân ngã chết. Có người xông vào phòng họp của tập đoàn Nguyễn Ngân nhìn thấy, gần như tất cả lãnh đạo cấp cao đều chết hết. Còn lại mấy người chưa chết cũng bị dọa sợ đến ngớ ngẩn. Uy Hoàng nổi giận đùng đùng, cái gì? Bốp! Ông ta đập một cái xuống bàn. Âm thanh vang vọng khắp đại điện. Tất cả đại thần nội các đều quỳ dưới đất, bệ hạ bớt giận. Trong lòng bọn họ cũng chấn hãi. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người Long Quốc đánh đến ư? Uy Hoàng tức đến tối mặt, người Long Quốc thật to gan. Dám xông giết vào thủ đô Đông Doanh chúng ta. Tập đoàn Nguyễn Ngân là một trong mạch máu kinh tế của Đông Doanh, hắn là ai? Uy Hoàng tức đến nhảy lên như sấm, bất kể hắn là ai, tìm đến giết cho ta. Trước hành cung Uy Hoàng, Diệp Bắc Minh đứng chắp hai tay sau lưng, nhìn cổng lớn hành cung, Uy Hoàng ở trong này hả? Kido Oishi sợ hãi gật đầu, đúng thế, bệ hạ ở bên trong. Đây là hoàng cung của bệ hạ, bên trong có rất nhiều cao thủ võ đạo, còn có kiếm hoàng Đông Doanh Ishimichi trấn thủ cổng lớn hoàng cung. Diệp Bắc Minh, mày không sợ chết thật sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười, sứ mệnh của ông kết thúc rồi. Phụt, một cái đầu bay cao lên. Sau đó anh cất bước đi về phía cổng lớn hoàng cung. Đứng lại. Một đám canh gác nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi đến, quát một tiếng, đây là hoàng cung, nghiêm cấm lại gần, nếu không, phải chết. Diệp Bắc Minh giơ tay chém ra một đường kiếm. Kiếm đoạn long đột nhiên xuất hiện. Phụt, đám canh gác hoàng cung này lập tức bị chém chết. Động tĩnh quá lớn khiến cổng lớn của hoàng cung Đông Doanh sôi sục. Mấy trăm cấm vệ quân mắc áo giáp đều xông ra, bao vây Diệp Bắc Minh. Mày là ai? Hỏi mày đấy. Tại sao không trả lời? Trả lời bọn tao. Khốn khiếp, nơi này là hoàng cung của hoàng đế bệ hạ, mày đến đây giết cấm vệ quân của bệ hạ, không sợ bị diệt cả gia tộc hả? Cấm vệ quân xông đến. Mấy trăm người khí thế bừng bừng. Phập, Diệp Bắc Minh lướt ngang một đường kiếm. Kiếm khí hào hùng, cuồn cuộn ào ào giết ra. Lấy anh là trung tâm, tất cả cấm vệ quân xông đến đều bị chém vụn. Thi thể chất đống thành núi bên ngoài cổng lớn hoàng cung. Đóng cổng. Cấm vệ quân trên cổng thành quát lớn. Cổng thành nhanh chóng được đóng lại. Diệp Bắc Minh đi đến trước cổng thành, chém ra một kiếm. Choang. Cổng thành bằng gỗ chắc khổng lồ, bên ngoài được bọc sắt dày 5 phân, mà không ngăn được một đường kiếm của kiếm đoạn long. Cổng thành nổ tung, mảnh vụn bay khắp nơi. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long. Một người một kiếm tiến vào sâu trong hoàng cung. Liền sau đó, một tiếng quát lớn vang lên, hoàng cung trọng địa, mà mày cũng dám xông vào. Chết! Một bóng người từ trên trời giáng xuống, tốc độ của ông cực nhanh, giống như một tia chớp. Soạt! Một thanh võ sĩ đao chém đến, mang theo kiếm khí hình vòng cung, băng lạnh nhức xương, trực tiếp chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Đây là một ông lão Đông Doanh, khí thế kinh người. Võ Hoàng sơ kỳ. Diệp Bắc Minh nhìn người đó một cái. Giơ tay. Vung một đường kiếm. Phụt. Cơ thể của vị Võ Hoàng này lập tức bị chém đôi ở giữa. Ishimichi đại nhân. Ishimichi đại nhân chết rồi, chết bởi một đường kiếm rồi. Cấm vệ quân ở khắp xung quanh sợ đến tè cả ra quần. Diệp Bắc Minh giống như sát thần, tiến vào sâu trong Hoàng cung Đông Doanh. Uy Hoàng và các đại thần vẫn không biết Diệp Bắc Minh đã xông vào. Lúc này, trong đại điện Hoàng Cung, một vị đại thần bước ra, bệ hạ, người Long Quốc quá hống hách rồi. Người Long Quốc lại dám xông vào tập đoàn Nguyễn Ngân, chúng ta có thể làm ầm ĩ chuyện này lên. Sợ rằng không phải hành vi của một người, không có bất kỳ ai dám xông vào tập đoàn Nguyễn Ngân. Chắc chắn là quan chức Long Quốc sai khiến. Chuyện này, nhất định phải truyền đi khắp quốc tế. Cho toàn thế giới biết bộ mặt của Long Quốc. Đến lúc đó, hành vi của Long Quốc sẽ bị toàn thế giới chỉ trách, khiến hình tượng của Long Quốc xây dựng mấy năm nay sụp đổ. Chém giết nhiều người như vậy trong thành phố thủ đô hiện đại hóa, tuyệt đối là hành vi của loài cầm thú. Đúng thế. Thần tán thành.
thần cũng tán thành. Rất nhiều đại thần đông doanh đứng ra, lần lượt nói tán thành. Bỗng nhiên, một giọng nói băng lạnh vang lên. Cầm thú, chẳng lẽ bản thân đông doanh các ông không phải là cầm thú sao? Vang vọng khắp cả đại điện. Soạt, trong tích tắc, tất cả đại thần nội các trong đại điện đều chấn hãi quay đầu. Đây là hoàng cung của Uy Hoàng đấy. Ai mà to gan như vậy, dám xông vào đây? Chỉ thấy một thanh niên trẻ đi đến, trong tay xách một cái đầu. Phập, một tiếng vứt ra, đập xuống sàn nhà đại điện. Suýt, Kido Oishi. Mọi người nhận ra chủ nhân của cái đầu này. Bù, cả đại điện xôn xao. Tất cả đại thần nội các đều đứng bật dậy, sượt sượt lùi lại. Một đám võ sĩ xông ra, chặn giữa Diệp Bắc Minh và các vị đại thần cùng Uy Hoàng. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng tiến vào như đi ở chỗ không người. Cậu là ai? To gan. Các đại thần đều quay đầu, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng, Diệp Bắc Minh, cũng chính là người Long Quốc xông giết vào tập đoàn Nguyễn Ngân mà các ông nói. Cái gì? Là cậu? Sượt. Cả đại điện hoàng cung đang xôn xao sôi sục, lập tức yên tĩnh. Tất cả các đại thần đều lạnh sống lưng. Uy Hoàng sầm mặt, Diệp Bắc Minh. Hành cung của bản hoàng có 10.000 quân tinh nhuệ trấn thủ, cậu, làm sao vào được? Diệp Bắc Minh tùy ý trả lời, 10.000 quân tinh nhuệ của ông bị tôi giết hết rồi. Không thể nào. Uy Hoàng chừng mở to con mắt. Giống như gặp quỷ. 10.000 quân tinh nhuệ bị thanh niên trước mặt này giết rồi. Đùa gì vậy? Cho dù là 10.000 con heo, cũng phải một ngày một đêm mới giết hết được. Uy Hoàng lạnh giọng nói, Ishimichi đâu? Ông ta là kiếm hoàng của Đông Doanh, cường giả tuyệt đỉnh đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Tại sao ông ta không ngăn cản cậu? Đợi đã, chẳng lẽ, Ishimichi phản bội ư? Diệp Bắc Minh lắc đầu, người mà ông nói, muốn đánh lén tôi, vậy mà không đỡ nổi một kiếm của tôi, chết rồi. Cái gì? Vẻ mặt Uy Hoàng biến sắc. Lắc đầu nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Những đại thần đó cũng đều lên tiếng, ăn nói bừa bãi. Nói sằng nói bậy. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Cấm vệ quân trong đại điện chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên. Báo, bệ hạ, có người xông vào hành cung. Báo, bệ hạ, toàn bộ 13.972 cấm vệ quân đã chết sạch. Báo, bệ hạ, Ishimichi đại nhân chết rồi. Báo, bệ hạ, có thích khách. Từng tiếng bẩm báo liên tiếp vang lên. Tĩnh lặng như cái chết. Da mặt của mọi người trong đại điện đều co giật mạnh. Tất cả đều là thật. Bây giờ báo cáo thì có tác dụng gì? Người ta đã xông vào trong đại điện rồi. Uy Hoàng không hổ là vua một nước, ông ta mau chóng bình tĩnh lại. Chậm rãi ngồi xuống, người Long Quốc, cậu làm vậy có mục đích gì? Diệp Bắc Minh quát một tiếng, tôi cho ông ngồi xuống chưa? Đứng lên nói chuyện. Cậu! Uy Hoàng nổi giận, khẩu khí lớn thật đấy. Soạt! Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đến trước bảo tọa của Uy Hoàng. Tóm Uy Hoàng vứt xuống khỏi bảo tọa. Tự ngồi xuống. Một chân dẫm lên lồng ngực Uy Hoàng. Một cảm giác khó thở truyền đến. Bệ hạ! Diệp Bắc Minh, thả bệ hạ ra. Ngu xuẩn, Diệp Bắc Minh, mày có biết mày đang làm gì không? Hỗn xược! Những đại thần đông doanh này đều sợ đến thộn người. Tức giận quát lên. Ông ta là Uy Hoàng đó. Tượng trưng tinh thần của cả đảo quốc đông doanh, hoàng đế chí cao vô thượng. Lúc này, vậy mà lại bị một người Long Quốc giẫm dưới chân. Đối phương còn ngồi trên bảo tọa của hoàng đế. Tất cả mọi người đều không thể chấp nhận sự thực này. Soạt, soạt, soạt. Trong tích tắc, đại diện xuất hiện ba võ giả đông doanh. Hai võ hoàng trung kỳ. Một võ hoàng đỉnh phong. Bọn họ xông vào từ bên ngoài đại điện với tốc độ nhanh nhất. Võ hoàng đỉnh phong đó quát lớn, tên nhóc ngu dốt, thả bệ hạ ra. Ba người kinh hãi nhìn đến muốn nứt cả mắt, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Bọn họ vẫn luôn canh gác xung quanh đại điện. Hôm nay lại tính nhầm. Vốn không ngờ tốc độ của Diệp Bắc Minh lại nhanh như vậy. Chỉ trong chớp mắt thôi đã xuất hiện trước người Uy Hoàng. Uy Hoàng hơi căng thẳng, nhưng vẫn coi là bình tĩnh, Diệp Bắc Minh, cậu đang đùa với lửa đấy. Tôi là hoàng đế của Đông Doanh, cậu làm thế này với tôi, đã là một người chết rồi.
Uy Hoàng đang uy hiếp. Uy hiếp tôi ư? Diệp Bắc Minh cười, xem ra ông vẫn không biết mình đang trong hoàn cảnh thế nào. Anh giẫm mạnh xuống. Rắc rắc. Một tiếng giòn tan. Xương sườn của Uy Hoàng trực tiếp gãy rạn. Cơn đau khiến khuôn mặt già của ông ta méo mó. A. À. Bệ hạ. Đáng chết. Khốn khiếp. Diệp Bắc Minh, mọi người trong đại điện đều sắp phát điên, con ngươi như muốn lồi ra. Cùng lúc đó, vô số cấm vệ quân chạy đến, bao vây chặt kín cả đại điện không lọt một giọt nước. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, người của ông ồn ào quá, ông bảo bọn họ câm miệng đi. Rắc rắc, anh lại giẫm mạnh xuống. A, à, Uy Hoàng kêu thảm một tiếng. Tất cả mọi người hít khí lạnh. Một cái chân của Uy Hoàng lại bị Diệp Bắc Minh giẫm nát. Diệp Bắc Minh ngồi trên bảo tọa của Uy Hoàng, cúi nhìn Uy Hoàng, bây giờ, ông còn muốn uy hiếp tôi không? Tĩnh lặng, yên lặng như cái chết. Cho dù trong lòng Uy Hoàng nổi giận ngút trời, lúc này cũng bị dập tắt ngấm. Thanh niên Long Quốc trước mặt vốn chẳng sợ gì hết. Nếu ông ta tiếp tục cứng miệng, có lẽ sẽ chết. Uy Hoàng sợ rồi. Ông ta cắn răng, không, không uy hiếp. Cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh lên tiếng, 23 năm trước có một người phụ nữ từng đến nơi này đúng không? Uy Hoàng kinh hãi. Ký ức vốn đã bị giấu kỹ phủ đầy bụi, liền hiện lên trong đầu. Uy Hoàng kinh hãi, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, cậu, trông cậu cũng khá giống với cô ta, chẳng lẽ? Cậu là con trai của cô ta? Rất tốt, quả nhiên mẹ từng đến đây. Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi, bà ấy đến đây làm gì? Uy Hoàng sắp phát khóc rồi. Tại sao cậu không nói sớm? Mẹ kiếp, cậu phải nói sớm chứ. Chẳng phải chỉ là hỏi thông tin của người phụ nữ đó thôi sao? Có đến mức đánh gãy một chân với mấy cái xương sườn của tôi không? Uy Hoàng cạn lời nói, cô ta đến Hoàng Cung chỉ để lấy một loại dược liệu, sau đó bỏ đi. Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, ông không làm hại bà ấy chứ? Uy Hoàng nhớ lại, vẻ mặt hơi kinh sợ. Thực lực của người phụ nữ đó rất khủng bố, ra vào Hoàng Cung như đi vào chỗ không người. Cô ta lấy một vài dược liệu trong kho của Hoàng Cung xong liền biến mất. 7 võ hoàng trong cung thiệt mạng, đều do cô ta một đòn đánh chết. Tốc độ của cô ta quá nhanh, ngoại trừ tôi nhìn thấy nửa bên mặt của cô ta, còn lại không nhìn thấy gì nữa, kể cả cái bóng của cô ta. Uy Hoàng nói hết một hơi. Diệp Bắc Minh vuốt cằm, thì ra là vậy. Bà ấy đã lấy cái gì? Uy Hoàng nín giọng nói, một cây huyết sâm 500 năm. Huyết sâm 500 năm. Diệp Bắc Minh sợ giật mình. Huyết sâm vốn cực kỳ hiếm có. Một cây huyết sâm 300 năm, cũng có thể kéo dài mạng sống cho người sắp chết thêm một năm. Huyết sâm 100 năm đã là cấp quốc bảo. Huyết sâm 500 năm, trên trái đất chưa chắc có thể phát hiện ra cây thứ hai. Trong lòng Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, rốt cuộc mẹ mình muốn làm gì? Đi thôi, đến kho Hoàng Cung xem sao. U Hoàng không phản kháng, mặc cho Diệp Bắc Minh dẫn đi. Đi về phía kho Hoàng Cung. Sâu trong Hoàng Cung, một cánh cửa sắt dày 50 phân chậm rãi mở ra. Thông đạo tối đen xuất hiện ngay trước mặt. Diệp Bắc Minh dẫn theo Uy Hoàng tiến vào trong kho của Hoàng Cung. Những người khác đợi ở bên ngoài. Tiến kho trong kho, lọt vào mắt là vô số vật báu quý giá. Các loại văn vật cổ đồng các nước trên thế giới, cần gì có nấy. Diệp Bắc Minh sầm mặt, nơi này lại có nhiều văn vật Long Quốc như vậy ư? Uy Hoàng cố nở nụ cười, cậu Diệp Bắc Minh, đây là tổ tiên của tôi mua từ Long Quốc về. Mua về. Diệp Bắc Minh cười, là cướp về thì đúng hơn. Anh trực tiếp truyền âm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, có thể thu hết những thứ này vào trong tháp không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thản nhiên trả lời. Không gian của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô hạn, cậu chuyển hết cả kho vào cũng không vấn đề. Được. Diệp Bắc Minh không nói nhiều. Đến trước những văn vật của Long Quốc. Cái nậm mãnh hổ ăn thịt người đời thương. Đỉnh thanh đồng thời chiến quốc. Gương đồng khảm hoa văn thời Đường. Bình tai rồng ba màu đời Đường. Bát gốm sứ những diêu thời Nam Tống và những thứ khác. Toàn bộ đều là văn vật cấp quốc bảo. Vô cùng có giá trị. Đứng trước những văn vật này, trước mắt Diệp Bắc Minh dường như lóe lên bóng của tổ tiên Long Quốc. Anh hít sâu một hơi, các vị, tôi đưa các vị về nhà. Anh đưa tay vuốt một cái. Những văn vật này liền biến mất.
Việc này, Uy Hoàng ngẩn người, trợn mắt há hốc miệng, thực sự không dám tin vào đôi mắt của mình. Sau khi thu hết văn vật Long Quốc, Diệp Bắc Minh tiếp tục đi sâu vào trong kho. Trước mặt toàn là các loại dược liệu quý, hầu như đều khoảng 100 năm tuổi. Bên ngoài rất khó kiếm được. Diệp Bắc Minh không hề khách sáo, vung tay, thu hết tất cả. Uy Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám phản bác một câu. Tút tút tút, điện thoại đổ chuông. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn, là một dãy số lung tung, không hiển thị tên. Alo, ai đấy? Anh nghe điện. Một hồi trầm mặc, bầu không khí hơi căng thẳng. Một lát sau, giọng của một người đàn ông trung niên mới vang lên, sư đệ, đệ đang ở Hoàng Cung Đông Doanh phải không? Nể mặt huynh được không? Đừng làm khó Uy Hoàng, nếu không, huynh cũng khó xử. Sư đệ, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Lập tức biết thân phận của người gọi điện tới. Quả nhiên là vậy. Người đàn ông đó là sư huynh của mình. Rốt cuộc các sư phụ đã thu nhận bao nhiêu đệ tử sau lưng mình. Ây! Không đúng. Hình như mình mới là đồ đệ nhỏ nhất. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, huynh là sư huynh của đệ thật hả? Giọng nói truyền đến, đỉnh Thiên Trì, dưới núi Côn Luân. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh sững lại, suy nghĩ một lát, được, nể mặt huynh. Cảm ơn sư đệ. Tắt máy. Phập. Một tiếng vang lớn, kho Hoàng Cung chấn rung dữ dội. Trời rung đất chuyển giống như động đất. Diệp Bắc Minh nhìn Uy Hoàng, có chuyện gì vậy? Sắc mặt Uy Hoàng tái nhợt, tôi cũng không biết, nghe âm thanh, hình như là đại pháo. Tháp Càn Khôn trấn ngục truyền âm, cậu nhóc, bên ngoài có rất nhiều người đến, có nguy hiểm. Diệp Bắc Minh nhướn lông mày. Quả nhiên cảm nhận được, ở bên ngoài cửa kho Hoàng Cung có rất nhiều người đến. Hơn 100 đại pháo, chĩa thẳng vào cửa kho. Bằng, 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 tấn công không ngừng. Cánh cửa sắt dày 50 phân bị tấn công biến dạng, trong cả kho bừa bãi lộn xộn. Một người đàn ông trẻ Đông Doanh ngửa cổ khóc lớn, phụ hoàng, người chết thảm quá. Người đâu, bắn pháo cho ta, báo thù cho phụ hoàng. Báo thù cho hoàng đế bệ hạ. Giết Diệp Bắc Minh, báo thù cho hoàng đế bệ hạ. Rất nhiều đại thần tức giận gào lên. Ầm ầm ầm, đạn pháo ầm ầm không ngừng tấn công kho Hoàng Cung. 100 bánh xe pháo tấn công, nhà kho cũng không đỡ được. Lập tức sập đổ. Diệp Bắc Minh nói tình hình bên ngoài cho Uy Hoàng. Khuôn mặt của Uy Hoàng cũng run lên, đó là Chi Ê, con trai của tôi, thái tử do đích thân tôi lập nên. Nó muốn giết tôi, lên làm hoàng đế. Trong đôi mắt già nua của Uy Hoàng, tràn đầy sát ý băng lạnh. Cho dù bên ngoài là con trai của mình, muốn giết mình, cũng lập tức trở thành kẻ thù của ông ta. Diệp Bắc Minh cười, xem ra Đông Doanh các ông rất loạn, đã là thời đại nào rồi, còn diễn loại kịch này. Uy Hoàng nhìn Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, xin cậu giúp tôi. Diệp Bắc Minh nổi hứng thú nhìn ông ta, sao lại nói vậy? Uy Hoàng cắn răng, tôi tình nguyện thần phục dưới chân cậu. Chỉ cần cậu giúp tôi giết sạch đám phản loạn bên ngoài đó. Giữ vững vị trí của tôi trong Hoàng thất Đông Doanh, những người mà cậu giết chết. Và cả chuyện tập đoàn Nguyễn Ngân, tôi sẽ giải quyết cho cậu. Hơn nữa, từ nay về sau, đảo quốc Đông Doanh vĩnh viễn thần phục Long Quốc. Bây giờ tôi có thể viết quốc thư ngay. Thụp, Uy Hoàng quỳ dưới đất. Ông ta bị gãy một chân. Cố nhịn cơn đau. Trong lòng chỉ có hoàng vị. Những thứ khác, có thể không cần. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Suy nghĩ một lát sau, tự cười nói, sư huynh, huynh nợ đệ một ân tình đấy. Ầm ầm, pháo đạn vẫn tấn công. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, đào ra một cái hố sâu dưới đất. Sau đó, cùng Uy Hoàng nhảy xuống. Chuyển đến một tấm sắt dày 5 phân chặn trên không trung đỉnh đầu. Bên ngoài, bắn pháo, bắn pháo, bắn pháo cho tôi. Thái tử Chi Ê điên cuồng hét lớn. Trong lòng hắn rất kích động. Cả người cũng sắp bay lên. Nếu Uy Hoàng chết. Hắn có thể kế thừa hoàng vị. Bắn pháo, chưa ăn cơm hả? Bắn hết sạch tất cả pháo đạn cho tôi. Thái tử Chi Ê vùng chân múa tay, vô cùng hưng phấn. Khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười điên cuồng. Tàn bạo, tàn sát, vui mừng điên dại. Uy Hoàng chết rồi. Hắn chính là Uy Hoàng kế tiếp. Vì ngày hôm nay,
hắn đã làm thái tử mười mấy năm. Thậm chí thái tử Chi Ê còn phải cảm ơn Diệp Bắc Minh, nếu không phải Diệp Bắc Minh, hắn đâu có cơ hội này. Pháo đạn vô cùng dữ dội. Bắn liên tiếp hơn 2 tiếng đồng hồ. Mọi thứ yên lặng trở lại. Cả kho hoàng cung bị san bằng hoàn toàn. Tất cả bảo vật bên trong cộng lại, có thể mua được cả đông doanh. Lúc này, hóa thành cho bụi. Nhưng Chi Ê không quan tâm. Bây giờ hắn là hoàng đế của Uy Quốc. Thái tử Uy Quốc ngửa cổ hét lớn, phụ hoàng, kẻ giết người đã chết rồi. Diệp Bắc Minh đã chết rồi. Người an nghỉ đi. Đại thần xung quanh cũng vô cùng hiểu chuyện. Thụp, có người lập tức quỳ xuống, bái kiến hoàng đế bệ hạ Chi Ê. Bái kiến hoàng đế bệ hạ Chi Ê. Hoàng đế bệ hạ Chi Ê vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các đại thần nội các đều quỳ dưới đất. Người người nối tiếp nhau. Thái tử Chi Ê tươi cười, các vị đại thần, bình thân. Bỗng nhiên, trong nhà kho đổ nát ngập tràn khói bụi, vang lên giọng nói băng lạnh, Chi Ê, con trai ngoan. Phụ hoàng vẫn chưa chết, con đã vội làm hoàng đế thế sao? Toàn hiện trường im phăng phắc. Đám người thái tử Chi Ê, đại thần nội các đều kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy một cảnh vô cùng chấn hãi. Chỉ thấy một người đàn ông Long Quốc chậm rãi đi ra từ trong đống đổ nát. Phía sau là Uy Hoàng trông như nô bộc. Phụ Hoàng. Thái tử Chi Ê ngẩn người. Các đại thần nội các khác cũng như nhìn thấy quỷ. 100 xe đại bác tấn công mấy tiếng liền, đã bắn sạch tất cả pháo đạn. Cả nhà kho Hoàng cung được chế tạo từ sắt cũng phải nát tan tành, mà hai người này lại không chết. Làm sao có thể? Con người của Uy Hoàng băng lạnh, Chi Ê, con trai ngoan. Con làm rất tốt, đúng là rất tốt. Thái tử Chi Ê thấy Uy Hoàng chưa chết, sợ đến toàn thân run lên. Hắn cứng nờ người tại chỗ, không dám tin vào mắt của mình. Tĩnh lặng như cái chết. Bỗng nhiên, thái tử Chi Ê gào lên, là giả, tất cả là giả. Ông ta không phải phụ hoàng. Ông ta là giả mạo, phụ hoàng thực sự đã bị Diệp Bắc Minh giết rồi. Người đâu, bắt họ lại cho tôi. Ba võ hoàng phía sau thái tử Chi Ê lập tức đứng ra. Một võ hoàng đỉnh phong. Hai võ hoàng trung kỳ. Chính là ba võ hoàng trong đại điện đó. Uy Hoàng sầm mặt, ba người các ông phản bội tôi ư. Okawa, võ hoàng đỉnh phong. Minh chủ giới võ đạo đảo quốc Đông Doanh. Kiteki Miyu, võ hoàng trung kỳ. Gia chủ của gia tộc Kiteki, từ thời kỳ Edo đã là quý tộc. Masu Masazenta. Võ hoàng trung kỳ. Nhẫn giả của mạch Kage, ám khí, kiếm khí, độc dược, không gì là không tinh thông. Ba người đều là cao thủ hàng đầu của Đông Doanh. Chiếm cứ một nửa giang sơn giới võ đạo Đông Doanh. Okawa là võ hoàng đỉnh phong cười lạnh lùng, hoàng đế bệ hạ đã chết, ông chỉ là con rối của Diệp Bắc Minh. Bây giờ thái tử Chi Ê đã đăng cơ hoàng vị, con rối như ông có thể chết được rồi. Soạt, ba võ hoàng cùng ra tay. Một võ hoàng trung kỳ xông về phía Uy Hoàng. Một võ hoàng trung kỳ khác và một võ hoàng đỉnh phong. Xông về phía Diệp Bắc Minh với khí thế bừng bừng. Sắc mặt Uy Hoàng liên tái nhợt, ông ta tính nhầm rồi. Ông ta vốn không ngờ, ba võ hoàng này sẽ phản bội ông ta. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Bắc Minh như thể đang cầu cứu. Chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh. Chỉ thấy anh thờ ơ, yên lặng đứng đó. Uy Hoàng cứ tưởng Diệp Bắc Minh đã sợ đến nỗi choáng váng. Ông ta đành nhắm mắt lại, hoàn toàn chấp nhận số phận của mình. Cả ba người này đều là cao thủ hàng đầu của Đông Doanh, họ mà muốn phản bội, Diệp Bắc Minh không thể nào ngăn cản được. Rầm. Ngay khi nhắm mắt lại, Uy Hoàng nghe thấy một tiếng động thật lớn. Kế tiếp, một tiếng hét thê thảm vang lên. Theo bản năng, ông ta mở mắt ra thì nhìn thấy Masu Masazenta đang lao về phía mình lại văng ra xa. Chia 5 xẻ 7. Cơ thể nổ tung tại chỗ, máu bắn tung tóe ra xung quanh. Cú đấm của Diệp Bắc Minh chứa đựng sức mạnh 10.000 cân. Ai ngờ được anh lại đấm nổ một tên võ hoàng trung kỳ bằng một cú đấm chứ? Vèo. Hai người Okawa và Kiteki Miyu nhanh chóng lùi lại. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kinh hãi. Mày. Vẻ mặt của Okawa nghiêm túc, vừa sợ hãi vừa tức giận. Kiteki Miyu hỏi theo bản năng, đây là loại quyền pháp nào thế? Thật đáng sợ. Võ hoàng trung kỳ nổ tan xác chỉ vì một cú đấm,
cần phải có sức mạnh như thế nào. Tất nhiên cũng vì Masumasa Zenta khinh địch. Nhưng dù cho khinh địch, cũng đâu đến mức nổ tan xác vì một cú đấm chứ. Diệp Bắc Minh hờ hững đáp, quyền pháp đánh chó. Mày muốn chết sao? Okawa nổi cơn cuồng nộ. Ông ta là minh chủ giới võ đạo, thế mà đối phương lại mắng ông ta là chó ư. Giết! Kiteki Miyu cũng lớn tiếng quát. Keng keng! Hắn rút ra một cây đao võ sĩ được rèn bằng thiên thạch. Chém liên tục 30 mấy nhát, đao khí như gió ùn ùn cuốn về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh híp mắt lại. Giơ tay lên. Kiếm đoạn long xuất hiện trong tay. Không hề có kỹ thuật đẹp mắt nào. Kiếm bổ thẳng về phía đầu hắn. Kiteki Miyu sầm mặt lại, giơ đao đỡ. Một tiếng keng giòn giã vang lên, đao võ sĩ rèn bằng thiên thạch bị kiếm đoạn long chém đứt. Phụt! Máu văng tung tóe. Kiteki Miyu trợn mắt nhìn lên đỉnh đầu của mình. Một dòng máu xuất hiện. Dòng máu chảy xuống từ trên trán hắn. Đến mũi, miệng, cằm, ngực, bụng. Một chia thành hai. Chỉ với một nhát kiếm thôi, vị võ hoàng trung kỳ Kiteki Miyu này đã bị chém thành hai nửa. Okawa khiếp sợ, tức khắc nổi giận, ông ta thừa cơ hội Diệp Bắc Minh vừa mới ra tay để đánh lén sau lưng anh. Đi chết đi! Okawa hét lớn. Tấn công về phía lưng Diệp Bắc Minh như một con hổ dữ. Bùm! Diệp Bắc Minh quay đầu lại đấm một cú. Tay chạm tay với Okawa. Thình thịch, thình thịch. Okawa bị đánh văng, lùi về sau liên tục mấy chục bước. Mỗi bước đi đều để lại dấu vết thật sâu trên mặt đất. Nội lực sôi trào. Nội tạng đau nhức. Khuôn mặt già nua nhăn rúm lại. Phụt! Ông ta hộc ra một búng máu. Okawa kinh ngạc, sao có thể như thế được? Rốt cuộc mày đang ở cảnh giới nào? Ông ta là võ hoàng đỉnh phong, một trưởng vừa rồi ít nhất phải có sức mạnh gần 8.000 cân. Diệp Bắc Minh đấm trả. Không những triệt tiêu được sức mạnh gần 8.000 cân của ông ta. Còn đánh cho ông ta bị nội thương. Quá đáng sợ. Diệp Bắc Minh chẳng muốn trả lời, sải bước chủ động tấn công Okawa. Mày dám à? Okawa vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ông đây là võ hoàng đỉnh phong, mày còn trẻ tuổi, mới luyện võ được bao nhiêu năm. Mà dám coi thường ông đây như thế hả? Mẹ nó! Okawa cong hai tay thành hình dạng móng vuốt rồi vồ về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vung nắm đấm, hai tay cong thành móng vuốt của Okawa vồ về phía cánh tay anh. Nội lực của Diệp Bắc Minh chấn động khiến Okawa văng ra xa, sau đó anh xoay người đá một phát vào ngực ông ta. Phụt! Okawa tiếp tục hộc ra một búng máu. Thể chất của ông ta cũng mạnh đến đáng sợ. Không ngờ lại có thể cản được lực tấn công 10.000 cân của Diệp Bắc Minh. Không hổ danh là võ hoàng đỉnh phong. Chết tiệt. Okawa bị thương, giận dữ mắng một câu, vừa định ra tay. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt ông ta như ma quỷ. Tung một chưởng. Linh hoạt dứt khoát. Dầm. Người Okawa run lên, đầu nở hoa. Minh chủ võ lâm của giới võ đạo Đông Doanh đã chết. Giờ phút này, ai nấy cũng đều im lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Còn chưa tới một phút. Thế mà cả ba võ hoàng đều đã chết rồi ư. Uy hoàng đứng tại chỗ, chố mắt đứng nhìn. Các đại thần khác trong nội các cũng sợ tới mức câm như hến. Diệp Bắc Minh nói một câu, tiếp theo các ông xử lý đi, tôi đi trước. Anh quay lưng đi ra phía ngoài hoàng cung. Cung tiễn anh Diệp. Uy hoàng cúi đầu 90 độ. Con người của tất cả mọi người đều co rụt lại. Họ hoàn toàn sững sờ. Quân cấm vệ ở đây đều nhường đường, để mặc cho Diệp Bắc Minh rời đi. Uy hoàng đã cúi đầu, còn ai dám cản? Điều mà mọi người đều không phát hiện đó là trong mắt Uy hoàng chợt thoáng qua vẻ thù hận. Diệp Bắc Minh vừa đi. Bình bịch. Rất nhiều người đồng loạt quỳ xuống, bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, đều do thái tử chi ê ép buộc chúng thần. Bệ hạ, chúng thần mãi trung thần với người. Uy hoàng phản ứng lại. Nhìn về phía thái tử Chi Ê bằng ánh mắt lạnh như băng. Thái tử Chi Ê sợ đến nỗi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ phịch xuống ngay tại chỗ, phụ hoàng, là do con bị ma quỷ ám ảnh, xin người hãy tha cho con. Cộp cộp cộp, hắn dập đầu lia lịa. Uy hoàng nhặt cây đao võ sĩ dưới đất lên, bước tới trước mặt thái tử Chi Ê rồi đâm thẳng vào tim hắn. Tút tút tút, vừa ra khỏi hoàng cung Đông Doanh,
Điện thoại anh đổ chuông, alo, sư tỷ. Giọng Lục Tuyết Kỳ vang lên, tiểu sư đệ, tình hình của Lâm Thương Hải không được ổn cho lắm. Kinh mạch của ông ta bị đứt, mất máu quá nhiều. Mặc dù quỷ môn thập tam châm đã giữ được mạng của ông ta, nhưng ông ta vẫn chưa tỉnh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, em lập tức đến ngay. Lục Tuyết Kỳ nói ra địa chỉ. Diệp Bắc Minh nhanh chóng chạy đến. Đây là một trang viên đông doanh, lúc Diệp Bắc Minh đến đây, trước cửa có một người phụ nữ nghênh đón. Cô ta mặc kimono, da thịt trắng nõn, làn sóng cuồn cuộn, tóc dài xõa vai, khuôn mặt mối tình đầu, khiến người ta có cảm giác thuần khiết động lòng người. Chào anh, tôi tên Sunbon Sakura, anh chính là Diệp Bắc Minh, người phụ nữ đông doanh cười nói. Mắt cô ta lóe sáng, liên tục đánh giá Diệp Bắc Minh. Tràn đầy tò mò. Diệp Bắc Minh gật đầu, là tôi, sư tỷ tôi đâu? Sunbon Sakura đi trước dẫn đường, đi theo tôi. Cô ta vừa đi vừa quay đầu, lén nhìn đánh giá Diệp Bắc Minh. Vóc dáng cô ta rất đẹp, mặc dù mặc bộ kimono rộng, nhưng cũng không giấu được vóc dáng ấy. Diệp Bắc Minh cau mày, bây giờ anh chỉ lo lắng cho Lâm Thương Hải. Sunbon Sakura nhanh chóng dẫn Diệp Bắc Minh vào một căn phòng rộng rãi. Lục Tuyết Kỳ ngồi bên cạnh, Lâm Thương Hải nằm trên giường, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ. Hơi thở yếu ớt, tim gần như không đập, vô cùng yếu. Diệp Bắc Minh tiến lên, cắm mấy cây kim bạc vào cơ thể Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải tỉnh lại, thiếu chủ. Đầu lưỡi của ông ta đã bị cắt. Nói chuyện đều cố hết sức. Chỉ có thể nghe được ý tứ đại khái. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đừng nói chuyện. Lâm Thương Hải cười một tiếng, thiếu chủ, không cần phí sức cứu tôi. Tôi chết rồi cũng chẳng sao, hy vọng thiếu chủ có thể quan tâm đến nhà họ Lâm tôi là được. Diệp Bắc Minh ngang ngược nói, tôi đã nói rồi, tôi không cho phép ông chết, ông không chết được đâu. Lâm Thương Hải mất mát, nhưng tôi đã bị phế rồi, sống cũng vô ích. Một chân không còn, kinh mạch đứt đoạn, con đường võ giả của ông ta đã đi đến cuối. Diệp Bắc Minh nói, ai nói ông phế? Bát sư tỷ, mọi người đi ra đi. Em phải trị thương cho Lâm Thương Hải. Vẻ mặt Lục Tuyết Kỳ đông cứng lại, nghiêm nghị gật đầu, được. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, hạ kim vào người Lâm Thương Hải. Sau đó, lấy ra đỉnh thanh mộc, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Trong hơn 10.000 phương thuốc ở tháp Càn Khôn Chấn Ngục, có một loại đan dược có thể khiến chân tay gãy liền lại, máu thịt hồi sinh. Dược liệu anh lấy từ trong bảo khố của Đông Doanh vừa hay có thể luyện chế. Diệp Bắc Minh vô cùng thuần thục xử lý dược liệu. Sau đó bắt đầu luyện đan. Lúc Diệp Bắc Minh luyện đan, trong đại điện hoàng cung của đảo quốc Đông Doanh, Uy Hoàng ngồi trên ghế bảo. Trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy. Một luồng sát ý vô hình bao phủ đại điện. Đại thần nội các bớt đi một nửa. Chỉ cần là người ủng hộ Thái tử Chi Ê, tất cả đều bị giết. 10 đại soái của đảo quốc Đông Doanh tập trung trong đại điện. Đột nhiên, báo, một đám thám tử Đông Doanh quỳ sụp xuống đất, bệ hạ, sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi Hoàng Cung đã đi đến gia tộc Sunbon. Gia tộc Sunbon, ánh mắt của Uy Hoàng trầm xuống. Im lặng mấy giây, trực tiếp hạ lệnh, cấm vệ đại thần nghe lệnh, bao vây gia tộc Sunbon, một con ruồi cũng không được phép bay ra ngoài. Bất kỳ ai từ trong gia tộc Sunbon đi ra. Giết không tha. Rõ. Đại thần hàng không nghe lệnh, điều động hết tất cả máy bay đánh bom, sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy gia tộc Sunbon biến thành mảnh đất cắn. Rõ. Xe bọc thép chuẩn bị, Diệp Bắc Minh xuất hiện, trực tiếp đánh giết. Rõ. Đại đội xe tăng chuẩn bị, chỉ cần nhìn thấy Diệp Bắc Minh, bắn sạch tất cả đại bác cho tôi. Rõ. Chiến thần Naruhito, chuẩn bị cho tôi 200.000 tướng sĩ sẵn sàng đợi lệnh. Một khi Diệp Bắc Minh xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào, giết. Rõ. Phát lệnh Uy Hoàng triệu tập cho tôi, chỉ cần là võ giả, ninja, võ sĩ của Đông Doanh, có thể khiến Diệp Bắc Minh bị thương, ban thưởng vinh dự trí cao vô thượng của Đông Doanh. Người giết chết Diệp Bắc Minh chính là minh chủ võ lâm nhiệm kỳ tiếp theo của giới võ đạo Đông Doanh. Uy Hoàng ra lệnh một hơi. Bảo ông ta thần phục Diệp Bắc Minh. Sao có thể? Ban đầu thần phục Diệp Bắc Minh chỉ là kế hoạch ứng biến tạm thời. Thân là Uy Hoàng, ông ta lại quỳ xuống trước Diệp Bắc Minh. Tạm thời nhân nhượng là vì lợi ích toàn cục.
loại khuất phục đó uy hoàng không thể nào nhịn được. Ông ta chỉ muốn xóa sổ Diệp Bắc Minh khỏi thế giới này. Chỉ có như vậy ông ta mới có thể tiếp tục bảo vệ uy nghiêm của một uy hoàng chí cao vô thượng. Tối nay, Diệp Bắc Minh chắc chắn phải chết. Một luồng sát khí khủng khiếp bao phủ bầu trời hoàng cung. Ban đêm, 10 giờ, trong phòng mùi thuốc nồng nặc. Thành công rồi. Diệp Bắc Minh lấy ra một viên đan dược từ trong đỉnh thanh mộc. Bảo Lâm Thương Hải nuốt xuống. Trong nháy mắt, Lâm Thương Hải chỉ cảm thấy cổ họng tê ngứa vô cùng. Cảnh tượng tiếp theo khiến người ta khiếp sợ. Đầu lưỡi ông ta mọc lại hoàn hảo không chút tổn hao. Thiếu chủ, tôi, đây là... Lâm Thương Hải kích động. Ông ta cúi đầu nhìn. Chỉ thấy máu thịt trên đùi mình có thể dùng mắt thường thấy được đang phát triển lại rất nhanh. Xương cốt, bắp thịt, mạch máu, da, một bắp đùi mới tinh xuất hiện. Lâm Thương Hải trợn tròn hai mắt, toàn thân run rẩy. Đây, là thần. Đúng là thần. Thiếu chủ, cậu là thần sao? Lâm Thương Hải từ trên giường leo xuống. Quỳ xuống đất. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đừng gấp, tôi đã thông kinh mạch cho ông đã rồi nói sau. Sở dĩ ông bị người ta bắt là vì thực lực không đủ. Ở bên tôi, thực lực không đủ sẽ rất nguy hiểm. Cho nên ông vẫn phải đề thăng tu vi trước đã. Diệp Bắc Minh giơ tay. Một chưởng vỗ sau lưng Lâm Thương Hải. Nội lực mãnh liệt. Kỳ kinh bát mạch của ông ta được Diệp Bắc Minh khai thông. Bù! Lâm Thương Hải có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Ông ta vui mừng, sao có thể chứ? Thiếu chủ, cậu! Lâm Thương Hải chấn động. Diệp Bắc Minh xua tay, ném cho ông ta mười mấy viên đan ngưng khí, ông cầm mấy thứ này đi, để thăng thực lực của bản thân. Hiệu lực thuốc phả vào mặt. Khiến tinh thần Lâm Thương Hải chấn động. Mẹ nó! Đan dược! Con mẹ nó đều là đan dược cực phẩm. Lâm Thương Hải không nhịn được chửi tục, suýt chút nữa nhảy cẫng lên khỏi mặt đất. Diệp Bắc Minh không vui nói, chú ý mặt mũi một chút. Hắc hắc, dạ. Đa tạ thiếu chủ. Lâm Thương Hải cười sung sướng. Điên cuồng nhận lấy đan ngưng khí, hoàn toàn khâm phục sát đất Diệp Bắc Minh. Đi theo thiếu chủ quả nhiên là đúng đắn. Đầu lưỡi đứt có thể mọc lại được. Bắp đùi hỏng cũng có thể hồi phục. Sau này ông ta vẫn tung hoành được rồi, có Diệp Bắc Minh làm chỗ dựa, có gì phải sợ nữa. Bù! Bỗng nhiên! Một tràng tiếng động cơ kịch liệt phá vỡ bầu trời gia tộc Sân Bon. Bùm, 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 bùm. Chưa đến 10 giây, bên tai truyền đến liên tiếp tiếng nổ kịch liệt. Đợt khí khủng khiếp cuốn tới, giống như sóng xung kính, đánh vỡ toàn bộ cửa sổ trong phòng Diệp Bắc Minh. Nóc nhà lập tức bật lên, lộ ra bầu trời. Ngẩng đầu lên nhìn, mấy chục chiếc máy bay chiến đấu phá vỡ bầu trời đêm. Con người Lâm Thương Hải co rút, tập kích trên không. Ai? Diệp Bắc Minh thở dài, quả nhiên là vậy, người đông doanh không thể tin được. Biết sớm đã giết hết rồi mới phải. Một giây tiếp theo. Mắt anh như tia chớp, nhìn về phía Long Quốc, sư huynh, em muốn cho anh mặt mũi lắm. Nhưng hình như Uy Hoàng không cho em cơ hội rồi. Đoàng! Pháo lửa rơi xuống. Toàn bộ gia tộc Sân Bon trong nháy mắt hóa thành một biển lửa. Lục Tuyết Kỳ dẫn người xông đến, sư đệ. Em không sao chứ? Sân Bon Sakura đi theo phía sau, đôi mắt đỏ bừng, toàn bộ là tia máu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, em không sao. Sân Bon Sakura gầm lên, sao lại như vậy? Đây là không quân của Uy Hoàng, tại sao bọn họ lại oanh tạc gia tộc Sân Bon chúng tôi? Ánh mắt trầm xuống, nhìn vào Diệp Bắc Minh và Lục Tuyết Kỳ. Là các người, chắc chắn là các người. Lục Tuyết Kỳ, từ khi các người bắt đầu đến gia tộc Sân Bon, chúng tôi liền bị đánh bom. Chuyện này nhất định có liên quan đến các người, thế hệ gia tộc Sân Bon chúng tôi trung thành với Uy Hoàng, tuyệt đối không thể bị đánh bom như vậy. Trong mắt Sân Bon Sakura đều là lửa giận. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, nếu các người trung thành với Uy Hoàng, tại sao Uy Hoàng lại trực tiếp đánh bom vào gia tộc Sân Bon? Cho dù Uy Hoàng muốn nhằm vào tôi, chờ sau khi tôi rời khỏi gia tộc Sân Bon rồi đánh bom cũng không muộn. Tại sao cứ phải đánh bom vào lúc này? Anh cười lạnh, cũng có nghĩa là, gia tộc Sân Bon đối với Uy Hoàng mà nói, dù diệt cũng không đáng nhắc tới. Trung thành. Sân Bon Sakura, tôi nhắc nhở cô, đối với Uy Hoàng, các người cũng chỉ là con kiến hôi. Chỉ là con chó.
dù có trung thành đi chăng nữa cũng có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào. Sân Bon Sakura trợn tròn đôi mắt đẹp, anh. Cô ta rất thông minh. Biết Diệp Bắc Minh nói không sai. Nhưng trong lòng vẫn không thể nào chấp nhận. Vẫn ôm một tia may mắn. Gia tộc Sân Bon truyền thừa mấy trăm năm, vậy mà trong một đêm bị hủy hoại. Lòng cô ta rỉ máu. Sân Bon Sakura lắc đầu, không đâu, không đâu. Tôi phải đi tìm Huy Hoàng, nói rõ với ông ta. Nói xong cô ta xông ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ nói, đây là không quân của đảo quốc Đông Doanh, lượt đánh bom thứ nhất đã kết thúc. E rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ mở lượt đánh bom thứ hai. Sư đệ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã rồi nói. Diệp Bắc Minh đồng ý, được. Lúc này Lục Tuyết Kỳ mới chú ý đến Lâm Thương Hải bên cạnh. Cô ấy kinh ngạc, chân của ông. Lâm Thương Hải khẽ mỉm cười, nhờ chủ nhân ra tay, tôi đã hồi phục rồi. Lục Tuyết Kỳ nhìn Diệp Bắc Minh, sư đệ, xem ra y thuật của các sư phụ em đều học được hết. Diệp Bắc Minh nói, sư tỷ, vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Họ đi ra bên ngoài gia tộc Sandon. Vừa xông ra ngoài, chỉ thấy một vùng lửa đỏ. Cuối ánh lửa, một lượng lớn quân đội Huy Hoàng ở đó. Xe tăng, xe bọc thép, còn có rất nhiều võ giả, võ sĩ, ninja. Hơn 100 người của gia tộc Sandon từ trong biển lửa lao ra. Dẫn đầu là một người đông doanh trung niên, ông ta lớn tiếng hô lên, ngừng bắn cho tôi. Tôi là Sân Bon Kisa, là gia thần của Huy Hoàng. Mọi người mau ngừng bắn. Bố! Sân Bon Sakura rất kích động, muốn xông ra. Diệp Bắc Minh kéo cô ta lại, chờ chút. Sân Bon Sakura quay đầu phẫn nộ quát, anh muốn làm gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu, xem trước đã rồi nói. Lúc này... Phía quân đội đông doanh đối diện có một sĩ quan đi ra. Hắn khoác thanh samurai, nở nụ cười. Sân Bon Kisa giống như túm được rơm giả cứu mạng, Onokun, là tôi. Onokun mỉm cười, hóa ra là Sân Bon Kun. Sân Bon Kisa vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, tôi là Sân Bon Kisa. Onokun, xảy ra chuyện gì thế? Đại quân của Huy Hoàng sao lại đến đánh bom gia tộc Sân Bon chúng tôi? Mau bảo bọn họ dừng tay, các người nhất định có hiểu lầm. Gia tộc Sân Bon chúng tôi đời đời kiếp kiếp trung thành với Huy Hoàng, tuyệt đối không hài lòng. Mặt ông ta gấp gáp. Mồ hôi trán chảy ròng ròng. Hiểu lầm. Nhất định là hiểu lầm. Onokun cười đi đến. Đến bên cạnh Sân Bon Kisa, hắn mỉm cười nói, đương nhiên tôi biết, nhưng Huy Hoàng bệ hạ đã nói, một con ruồi cũng không thể bay ra khỏi gia tộc Sân Bon. Vì vậy, Sân Bon Kun, xin lỗi. Lời vừa dứt, xoẹt, Onokun nhanh chóng rút kiếm samurai. Một đao chém ra, đầu Sân Bon Kisa bay ra ngoài. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ Onokun sẽ ra tay với mình. Sân Bon Sakura tức giận gào thét, bố, không. Onokun quát lớn, giết, giết hết cho tôi, không thừa một mống. Người giết Diệp Bắc Minh thăng 10 cấp quan. Ầm. Mấy phát đại pháo bay tới, rơi vào mấy trăm người trong gia tộc Sân Bon. Máu thịt mơ hồ. Cơ thể Sân Bon Sakura run rẩy. Gia tộc Sân Bon chúng tôi đời đời đều là trung thần. Đều là trung thần. Răng Sân Bon Sakura cắn ra máu. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, tôi đã nói rồi, đối với Huy Hoàng, các cô dù có trung thành đi chăng nữa. Cũng chỉ là con chó, con kiến hôi thôi. Ông ta muốn giết thì giết, dù không có tôi. Sau này bất cứ lúc nào cũng vậy thôi. Gia tộc Sân Bon các người chọc giận Huy Hoàng cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Toàn thân Sân Bon Sakura run rẩy, tại sao? Tại sao phải như vậy? Huy Hoàng, tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với gia tộc Sân Bon chúng tôi như vậy? Sân Bon Sakura phun ra một ngụm máu tươi. Ngất xỉu. Diệp Bắc Minh ôm lấy cô ta. Lục Tuyết Kỳ đi tới, sư đệ. Chị đã thông báo cho sư tỷ và sư muội chi viện hỏa lực rồi. Con người Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc. Giao Sân Bon Sakura cho Lục Tuyết Kỳ. Bù! Bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu. Loạt hỏa lực thứ hai bắt đầu đánh bom. Diệp Bắc Minh nói, sư tỷ, cứ tiếp tục như vậy, mọi người đều nguy hiểm. Bọn họ đến giết em, một mình em xông ra, hấp dẫn hỏa lực. Lục Tuyết Kỳ mặt đầy nghiêm túc, không được, quá nguy hiểm.
Nếu như là võ giả bình thường, vấn đề cũng không lớn lắm. Nhưng đây đều là xe tăng đại pháo uy lực rất lớn. Võ giả cũng chưa chắn chống cự được. Diệp Bắc Minh cười tự tin, sư tỷ, chị yên tâm. Không được, quá nguy hiểm. Chị kiên quyết không đồng ý. Chị quên là quân đoàn băng Nguyên Lang đều do một mình em tiêu diệt. Những đám lính tạp nham của Đông Doanh này chẳng lẽ còn mạnh hơn quân đoàn băng Nguyên Lang? Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác. Lâm Thương Hải, bảo vệ tốt sư tỷ. Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu. Trực tiếp xông ra. Vèo. Đột nhiên. Trong đêm tối pháo bay đầy trời. Một người đàn ông lao ra, tốc độ của anh cực nhanh, mang theo tiếng gió gào thét, xông về phía đại quân Đông Doanh. Đại quân Đông Doanh bao vây gia tộc Sân Bon bối rối. Mẹ kiếp! Đây là ai? Tình huống gì đây? Một mình lao ra, muốn chết sao? Xích! Diệp Bắc Minh quơ kiếm đoạn long, sát khí quanh thân mãnh liệt, chém ra một đường kía khí, xông vào trong quân đội Đông Doanh. A! À, một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Kiếm đoạn long ngấm máu tươi, nhẹ nhàng kêu leng keng. Diệp Bắc Minh cảm nhận kiếm đoạn long giống như đang sống. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, xảy ra chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, kiếm đoạn long có linh, sau khi nó bị gãy, kiếm linh cũng rơi vào trong trạng thái ngủ mê. Lần trước cậu diệt chết trên 10.000 người, lần này lại đại sát tứ phương. Sau khi nó hấp thu đủ máu tươi, kiếm linh bên trong đã tỉnh lại rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, sau khi kiếm linh của kiếm đoạn long tỉnh lại, lực lượng sẽ càng mạnh hơn sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, không có kiếm linh, nó là một thanh kiếm. Có kiếm linh, nó là một thanh kiếm tàn sát. Diệp Bắc Minh chửi tục, mẹ kiếp. Đúng là nói chuyện hợp lý. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ nhẹ một tiếng, kiếm tàn sát không phải kiếm bình thường, chỉ cần kiếm linh của kiếm đoạn long hoàn toàn hồi phục. Sát khí bên trong có thể khiến người từ tông sư trở lên phải quỳ xuống. Tay cậu cầm một thanh kiếm tàn sát, hoàn toàn có thể vượt biên giết người. Diệp Bắc Minh kinh hãi, mạnh vậy sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, cậu thử chút thì biết. Không nói thêm gì nữa. Thử thì thử. Dù sao cũng là người Đông Doanh, giết cũng không thành vấn đề. Xích! Diệp Bắc Minh giơ tay, chém một kiếm. Người Đông Doanh trong phạm vi kiếm khí đều bị chém chết. Một luồng huyết khí ngưng tụ, giống như sương mù dày đặc được kiếm đoạn long hấp thu. Keng! Kiếm đoạn long khẽ rung, giống như muốn chủ động tàn sát. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, kiếm đoạn long rạch một đường. Phốc! Một đường kiếm khí càng kinh khủng cuốn ra ngoài. Người Đông Doanh trong nháy mắt chết cả mảng. Rít! Những người Đông Doanh khác nhìn thấy cảnh tượng này rối rít lui về phía sau, cách xa khu vực này. Giống như nhìn thấy quỷ. Onokun cũng phản ứng kịp, con người như sắp nổ, Diệp Bắc Minh, hắn là Diệp Bắc Minh. Giết, giết cho tôi. Cộp 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 cộp. Đạn bắn đến như cuồng phong mưa lớn. Bất diệt kim thân quyết của Diệp Bắc Minh đã tu thành công tầng thứ nhất. Vốn không sợ đạn. Đạn rơi trên người anh, tia lửa bắn ra bốn phía. Con người của người Đông Doanh co thắt lại, hô hấp dồn dập. Diệp Bắc Minh cầm kiếm xông lên, lại mấy trăm người bị anh một kiếm xóa bỏ. Onokun gấp gáp, giận dữ hét lên, nổ súng đi. Ầm, xe tăng pháo binh đánh tới. Diệp Bắc Minh nhảy lên, giữa tiếng đại bác nổ, anh dẫm lên mặt đất. Sau đó một kiếm chém tới. Một đường kiếm rơi xuống. Leng keng. Xe tăng chế tạo từ sắt thép bị một kiếm của anh chém thành hai khúc, pháo binh bên trong nổ tung, hóa thành một vùng xương máu. Ma quỷ. Hắn là ma quỷ đến từ địa ngục. Lúc này, người Đông Doanh hoàn toàn sợ xón đái. Rất nhiều người rối rít vứt vũ khí, xoay người bỏ chạy. Sắc mặt Onokun trắng bệch, môi run rẩy, hắn muốn chạy thoát thân, nhưng hai chân giống như bị tưới trì. Không thể nào nhúc nhích nổi. Phụt. Một đường kiếm khí chém tới, chia hắn thành hai nửa. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, giết đến sung sướng, trong mắt anh toàn là màu máu, dáng vẻ không ai cản được. Một kiếm của anh chém hỏng xe tăng, đánh nổ xe bọc thép. Chạy mau! Cứu mạng! Người đâu? Mau đi bẩm báo uy hoàng bệ hạ. Người Long Quốc là ma quỷ. Không! Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền tới. Một người xông vào đại quân 200.000 người. Nhưng không ai làm gì được anh. Chỉ trong một phần tư giờ,
Diệp Bắc Minh liền mở ra một đường máu. Mặt đất máu chảy thành sông, kiếm Đoạn Long cũng từ màu đen hóa thành màu đỏ tươi. Ngâm trong máu. Giờ phút này, giống như không phải Diệp Bắc Minh khống chế kiếm Đoạn Long, mà kiếm Đoạn Long đang khống chế anh tàn sát. Giết! 200.000 đại quân chết hơn một nửa. Những người khác rối rít phứt bỏ vũ khí áo giáp chạy thoát thân. Một đám võ giả đông doanh xuất hiện, ít nhất cũng trên võ linh. Trong đó có khoảng 10 võ hoàng. Nhưng đều là võ hoàng sơ kỳ, trung kỳ. Không có võ hoàng hậu kỳ. Chết đi. Một võ giả đông doanh võ hoàng trung kỳ trực tiếp đánh tới. Hắn đánh lén phía sau lưng, ẩn núp trong một đống thi thể. Đột nhiên xông ra. Một thanh kiếm samurai bổ vào sau gáy Diệp Bắc Minh. Tốc độ nhanh, có thể so được với tia chớp. Mắt thấy đầu Diệp Bắc Minh sắp bị chém thành hai nửa. Trong phút chốc Diệp Bắc Minh quay đầu, tay cầm kiếm Đoạn Long chém tới. Phụt! Kiếm samurai và cơ thể võ hoàng này cùng bị chém thành hai nửa. Những võ giả đông doanh khác tim đập thình thịch, theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Có người cắn răng nói, cùng ra tay giết hắn. Tôi không tin hắn có thể giết được toàn bộ chúng ta. Giết! Một đám võ giả đông doanh quát lên, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Con người của Diệp Bắc Minh lạnh băng, anh quát lên một tiếng, kinh lôi chảm. Kiếm khí tung hoành. Sấm chớp giáng xuống. Ầm! Một đường sấm sét khủng khiếp xuất hiện, đánh vào trong đám võ giả đông doanh, trong nháy mắt mùi khét thịt nướng truyền tới. Mẹ kiếp! Một kiếm chém ra tia chớp. Những võ giả đông doanh khác nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sợ đến choáng váng. Thế này còn đánh gì nữa? Chạy! Chạy mau! Các võ giả đông doanh xoay người bỏ chạy. Uy thế của Diệp Bắc Minh hoàn toàn hù dọa bọn họ. Diệp Bắc Minh xách kiếm Đoạn Long đuổi theo, một kiếm chém ra. Ba võ hoàng cùng chạy về một hướng, bị anh chém đứt eo. Còn 21 người. Giây kế tiếp. Thân pháp của Diệp Bắc Minh như quỷ vậy. Xuất hiện trước mặt mấy võ giả đông doanh, một kiếm càn quét. Anh cũng chẳng thèm nhìn, còn 17 người. Chuyển rời mục tiêu. Mấy võ giả đông doanh bị nhắm tới liền gầm thét, muốn ra tay phản kháng. Còn không chờ bọn họ ra tay, một đường kiếm khí màu máu đỏ rơi xuống. Phụt, 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 phụt. Bốn người trong nháy mắt hóa thành một vùng xương máu. Còn 13 người. A. Cứu mạng, đừng. Kiếm khí từ trên trời giáng xuống, con người co rút kịch liệt. Phụt. Một mảng xương máu nổ tung. Còn 6 người. Còn 3 người. Đến khi giết sạch võ giả đông doanh, toàn bộ gia tộc Sơn Bon đã là một vùng núi thây biển máu. Vị trí Diệp Bắc Minh đang đứng ban đầu là một mảnh đất bằng phẳng. Lúc này, thi thể người đông doanh chất đống như núi. Anh đứng trên đỉnh núi, như một sát thần. Sư tỷ. Em đi giết Huy Hoàng. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Bóng người nhảy lên, biến mất trong màn đêm. Lục Tuyết Kỳ nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi, toàn thân ngây ngốc, tiểu sư đệ, tốc độ tu võ của em quá nhanh rồi. Lâm Thương Hải ở bên cạnh đã sợ đến mức cứng đờ như tượng đá. Toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Một người đấu với 200.000 đại quân, hơn ngàn võ giả đông doanh. Thiếu chủ, đây là cậu muốn nghịch thiên sao? Cùng lúc đó, trong đại điện hoàng cung, Uy Hoàng ngồi trên ghế, chờ thuộc hạ báo cáo. Bỗng nhiên, một tướng quân chật vật xông vào, lăn một vòng, cả người đều là máu tươi. Vô cùng nhếch nhác, xoạt, quần thần trong đại điện nhìn tới. Tướng quân đông doanh này quỳ sụp xuống đất, run rẩy nói, bệ hạ, chuyện lớn không ổn rồi. Một sự cảm xấu trào dâng. Sắc mặt Huy Hoàng trầm xuống, sao hả, tình hình chiến trận thế nào? Tướng quân đông doanh run rẩy nói, ban đêm chúng ta đánh bom gia tộc Sơn Bon, lại bị Diệp Bắc Minh giết. Sao có thể? Huy Hoàng lập tức đứng dậy, phẫn nộ quát, chúng ta có máy bay chiến đấu, còn có xe tăng, xe bọc thép, hơn ngàn võ giả hàng đầu, võ sĩ, ninja. Còn có 200.000 đại quân. 200.000 đại quân đấy. Chiến thần Naruhito đâu? Bảo hắn tới gặp tôi. Uy Hoàng cáu kỉnh hét lớn. Tướng quân đông doanh quỳ xuống đất, thực lực của Diệp Bắc Minh quá đáng sợ, một kiếm của hắn có thể chém đứt xe tăng và xe bọc thép. Tất cả võ giả của chúng ta đều bị hắn giết. 200.000 đại quân,
chết hơn một nửa. Chiến thần Naruhito chết trận, giống như binh lính bình thường, ngay cả một đợt sóng cũng không có nổi lên, căn bản không tiếp nổi một kiếm của Diệp Bắc Minh. Ầm ầm ầm. Tướng quân Đông Doanh liên tục dập đầu, bệ hạ, 200.000 đại quân bị đánh bại rồi. 200.000 đại quân bị đánh bại. Trong đại điện, yên lắng như tờ. Tất cả nội các đại thần toàn thân run rẩy. Thiếu chút nữa tim ngừng đập. Đây là 200.000 đại quân đó. Uy hoàng không thể vững vàng nổi, ngã quỵ trên ghế, giống như quả bóng da bị xì hơi, đi, mau đi, xã thiên thần. Trong bộ chỉ huy của người Đông Doanh, tất cả tướng lãnh cao cấp đứng ở trước màn ảnh lớn, thân thể đang phát run. Mọi người đều há hốc mồm, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt không thể rời khỏi màn hình. Thông qua máy bay không người lái, sự tàn sát của Diệp Bắc Minh trực tiếp truyền đến màn hình lớn của bộ chỉ huy. Rít, một âm thanh hít khí lạnh truyền tới. Đây chính là 200.000 đại quân đấy, cứ như vậy thất bại. Hơn 1.000 võ giả gần như bị hắn giết sạch. Mấy chục ninja cấp cao cùng ra tay, vậy mà bị một kiếm của hắn chém. Đây là quái vật gì thế? Trong bộ chỉ huy sôi sùng sục, tất cả mọi người đều luống cuống. Quân thần Đông Doanh Hisuke Oda ánh mắt đông cứng lại, lạnh lùng nói, nhanh. Nhanh, phái máy bay đánh bom đến cho tôi, nổ chết hắn. Có người run rẩy nói, tướng quân, trên chiến trường còn có người của chúng ta. Hisuke Oda quay đầu, trong mắt đều là tia máu, vậy thì cùng nổ chết, Diệp Bắc Minh không chết, người của chúng ta sẽ chết nhiều hơn. Diệp Bắc Minh tiếp tục đi về phía hành cung của Huy Hoàng. Bù! Bỗng nhiên! Bầu trời xuất hiện 30 mấy chiếc máy bay chiến đấu. Vèo, 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 vèo. Đạn đại bác giống như sao băng rơi xuống phía anh. Ầm, mấy đám mây hình nấm nổ tung, sát khí ngút trời. Một luồng sóng nhiệt khủng khiếp cuồn cuộn về phía Diệp Bắc Minh. Anh giơ tay chém ra một đường kiếm khí, bổ đôi luồng sóng nhiệt. Bên trong phòng chỉ huy, đám người Đông Doanh ánh mắt nghiêm túc. Nổ, nổ, nổ đi. Nổ chết hắn, nổ chết hắn, nổ chết Diệp Bắc Minh. Các phi công của Đông Doanh, đến thời điểm các người trung thành nhất rồi đấy. Những tướng lĩnh của Đông Doanh này đang điên cuồng gào thét. Một phát đại bác khác lại nổ tung cách Diệp Bắc Minh 20 mấy mét. Bùm! Đợt khí khủng khiếp kéo Diệp Bắc Minh ra ngoài. Anh lộn vòng trên không trung, huy động kiếm đoạn long, chém ra một đường kiếm khí mượn lực. Sau khi xoay tròn, anh đứng vững trên mặt đất. Trong lửa đạn truyền đến tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của người Đông Doanh. Mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, đám người Đông Doanh này đúng là súc sinh, ngay cả người của mình cũng không buông tha. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm. Những chiếc máy bay chiến đấu kia đang bay lượn trên không trung. Đại bác tiếp tục lao xuống. Diệp Bắc Minh nhướng mày, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, dùng kinh lôi chảm, đánh rơi máy bay. Diệp Bắc Minh lắc đầu, khó lắm, cực hạn của kinh lôi chảm chỉ có khoảng 100 mét. Độ cao máy bay oanh tạc tôi ít nhất cũng 300-400 mét. Không đạt đến phạm vi của kinh lôi chảm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ lạnh, hừm, nhóc con, có vài thời điểm không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội. Cậu không thể để kẻ địch của mình cho cậu cơ hội. Dù là trong chiến đấu cũng vậy. Nếu cậu gặp phải kẻ địch mạnh hơn cậu, cảnh giới tu vi cao hơn cậu, lại cực kỳ ổn định. Không cho cậu bất kỳ cơ hội nào, lẽ nào cậu trực tiếp đầu hàng? Diệp Bắc Minh im lặng trong chốc lát. Lặng lẽ gật đầu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ông nói đúng, được chỉ giáo rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, nhóc con cậu cũng rất khiêm tốn. Không giống một vài người cho rằng trong thiên hạ mình mạnh nhất, khăng khăng làm theo ý mình. Diệp Bắc Minh mỉm cười, ba người, chắc có thầy tôi rồi. Chỉ cần đúng, có lợi với tôi sẽ học. Điểm này không có gì sai. Lần này, đến lượt Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng. Một lúc sau, ông ta thở dài một tiếng, nếu như ban đầu hắn giống như cậu, có lẽ sẽ đi xa hơn. Hắn, ai thế? Diệp Bắc Minh ngây ra. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhàn nhạt nói, chủ đời trước của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Diệp Bắc Minh tò mò, ồ, chuyện gì thế? Chờ sau khi cậu đến cảnh giới đó, tôi sẽ nói với cậu. Bây giờ thực lực của cậu quá thấp, biết cũng vô ích. Im lặng hồi lâu. Bù. Tiếng động cơ nổ ầm ầm truyền đến.
hai mươi mấy chiếc máy bay chiến đấu lao về phía Diệp Bắc Minh. Tiến vào trong phạm vi 200 mét, 180 mét, 150 mét. Chiếc máy bay chiến đấu này tiến vào trong phạm vi 100 mét. Hai chân Diệp Bắc Minh hơi cong lại, làm thành động tác lò xo. Đột nhiên dùng sức, xoạt, Diệp Bắc Minh nhảy lên chiếc máy bay chiến đấu. Keng, một tiếng vang thật lớn, vững vàng đứng ở phía trên. Một kiếm chém ra, đoàng, chiếc máy bay chiến đấu bị chém thành hai nửa, từ trên trời rơi xuống. Bên trong phòng chỉ huy, đám người Đông Doanh nhìn thấy cảnh này. Nguy rồi, đáng chết, xong rồi, sắc mặt mọi người biến đổi. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh từ trên máy bay chiến đấu nhảy lên, lăng không chém ra một kiếm. Ầm, chiếc máy bay chiến đấu nổ ầm, ánh lửa sáng chói cả bầu trời. Keng, anh nhảy sang một chiếc máy bay chiến đấu khác. Một kiếm chém ra, kiếm lên, máy bay chiến đấu rơi. Lại nhảy lên. Cứ như vậy, anh giống như con vượn, lợi dụng thân pháp quỷ dị, tốc độ kinh khủng. Còn có cả lòng gan dạ khiến người ta kinh hãi. Con mẹ nó anh nhảy giữa hai mươi mấy chiếc máy bay chiến đấu. Mỗi lần nhảy lên đều chém ra một kiếm khủng khiếp. Trong phòng chỉ huy của Đông Doanh, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ngốc, ngây người, đầu óc trống rỗng. Con mẹ nó còn có cách đánh này. Chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng bị Diệp Bắc Minh đánh nổ. Anh rơi từ trên độ cao mấy trăm mét. Ở độ cao 400-500 mét, hắn sẽ bị ngã chết thôi. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, đúng là cái tên ngu xuẩn. Mày tưởng mình là thần tiên hả? Ha 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 ha. Bên trong phòng chỉ huy, một chàng cười truyền tới. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ ngã chết. Anh giống như sao băng đập về phía mặt đất. Cách mặt đất còn khoảng 30 mét. Diệp Bắc Minh đột nhiên cử động, kiếm đoạn long trong tay hướng về phía mặt đất. Hung hăng chém ra một kiếm. Vèo. Kiếm khí mạnh mẽ nổ ầm, cuộn thành đợt khí. Diệp Bắc Minh giảm tốc độ chậm lại. Đồng thời anh lợi dụng lực phản lại của một kiếm này, lăn lộn trên không trung, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất. Bên trong phòng chỉ huy. Im lặng. Giọng tháp càn khôn chấn ngục truyền tới, cách 500 mét có một bộ chỉ huy. Diệp Bắc Minh gật đầu, thấy rồi. Anh vội vã đi về phía bộ chỉ huy. Đám người trong bộ chỉ huy nhìn thấy Diệp Bắc Minh xông tới, sắc mặt đều trắng bệch. Đi! Hisuke Oda hạ lệnh. Bọn họ vừa xoay người, còn chưa kịp lao ra khỏi cửa lớn bộ chỉ huy. Diệp Bắc Minh đã đến. Kiếm khí từ trên trời hạ xuống. Dễ như bớn. Bộ chỉ huy trong nháy mắt bị kiếm khí cường đại xé toạc, tất cả mọi người trong nháy mắt nổ chết. Diệp Bắc Minh còn chẳng có ý muốn nhìn thêm một cái. Quay người xông về phía hành cung Uy Hoàng. Đại quân của Uy Hoàng bại trận tan tác, Diệp Bắc Minh lại xông vào trong hoàng cung của Đông Doanh lần nữa. Không ngờ hoàng cung trống không, tất cả mọi người đã rút chạy toàn bộ. Diệp Bắc Minh cau mày, chạy cũng nhanh đấy. Tháp Càn Khôn chấn ngục, ông còn nhớ khí tức của Uy Hoàng không? Đương nhiên là nhớ. Sử dụng vạn lý truy tông cho tôi. Lúc này, trên núi Phú Sĩ. Trong một ngôi miếu thần, Tenzin gia, thần xã cấp cao nhất Đông Doanh, bên trong thờ phụng những vị thần cao nhất của Đông Doanh. Nói là thần, trên thực tế chỉ là những võ giả có thực lực võ đạo khủng bố mà thôi. Bọn họ tự xưng là thần, cũng là để dễ dàng thống trị đất nước này. Uy Hoàng vừa bò vừa lăn, xông vào trong Tenzin gia, thiên thần đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong điện của miếu thần, có ba vị thiên thần ngồi đó. Bọn họ mặc trang phục cổ xưa, tu luyện võ kỹ cổ xưa. Khí tức vô cùng kinh người. Bởi vì hàng năm sống trong miếu thần tối tăm không có ánh sáng, da của họ trắng bệch đến dọa người. Ba thiên thần ngồi trên đài cao, cúi nhìn Uy Hoàng phía dưới. Người Long Quốc Diệp Bắc Minh giết đến rồi, hắn đã giết lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân. Giết con trai tôi, rồi lại giết rất nhiều đại thần nội các. Nhà kho của Hoàng Cung bị hắn cướp sạch sẽ, mấy trăm ngàn đại quân Đông Doanh cũng không làm gì được hắn. Hắn tùy tiện ra vào đại nội Hoàng Cung cứ đi về nhà vậy. Uy Hoàng kể lể một hồi, nói hết những chuyện xảy ra ở bên ngoài cho ba vị thiên thần. Xin thiên thần đại nhân xuống núi, giết chết Diệp Bắc Minh. Uy Hoàng quỳ dưới đất.
phập phập phập, dập đầu không ngừng. Một vị thiên thần lên tiếng, không cần nữa, hắn đã đến rồi. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh. Lên núi Phú Sĩ, một ngôi miếu thần đen xì hiện ngay trước mắt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, miếu thần này hơi đặc biệt, trong đại điện có hai võ hoàng đỉnh phong, cậu có thể giết. Nhưng còn có một võ tông. Với thực lực hiện tại của cậu, giao chiến với võ tông sẽ rất nguy hiểm. Diệp Bắc Minh dừng bước chân, tôi muốn thử xem. Giống như ông nói, tôi không thể nào mỗi lần chiến đấu đều suy nghĩ thực lực của đối phương mạnh hơn tôi không đánh lại được. Nếu cứ mãi nghĩ như vậy, sau này giới võ đạo đại chiến, thì chỉ cần so tu vi là được. Người có tu vi thấp trực tiếp nhận thua. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, được, cậu nhóc, đi thôi. Soạt. Ba vị thiên thần cùng mở to con mắt, nhìn về phía cổng lớn của miếu thần. Chỉ thấy, một thanh niên Long Quốc cầm một thanh kiếm trong tay, chậm rãi đi vào. Uy Hoàng chỉ vào người đó, hắn chính là Diệp Bắc Minh. Con mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh, ông lắm lời quá rồi đấy. Anh giơ kiếm đoạn long, kiếm khí ngút trời, chém về phía Uy Hoàng. Dứt khoát, nhanh gọn, mày dám. Một vị võ hoàng quát lên, ra tay ngăn cản. Phụt, nhưng kiếm khí của Diệp Bắc Minh quá nhanh, vị võ hoàng đó cũng không kịp ra tay. Uy Hoàng nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một màn xương máu. Muốn chết hả? Vị võ hoàng vừa ra tay quát nhẹ một tiếng, nhanh chóng lao đến giống như mãnh hổ. Diệp Bắc Minh giơ kiếm đoạn long, chém một đường kiếm xuống. Ha ha! Vị võ hoàng này cười lạnh lùng một tiếng. Rút ra một thanh kiếm thanh đồng từ trong tay áo, âm lạnh bức người. Tang một tiếng giòn tan, khoảnh khắc kiếm thanh đồng và kiếm đoạn long chạm vào nhau. Trực tiếp gãy thành hai mảnh. Phụt! Huyết quang lóe lên, một cánh tay của vị võ hoàng này trực tiếp bị chém đứt. Vị võ hoàng này kinh hãi, mày! Đây là kiếm gì? Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, khí huyết ngút trời. Tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp xé ngang bầu trời. Máu tươi bắn tung tóe. Cái đầu của võ hoàng này trực tiếp bay đi. Bỗng nhiên, vị võ tông trên đài thần ra tay, không hề do dự. Ông ta đưa ta bộ móng vuốt trắng bệch mang theo gió mạnh tóm về phía cái đầu của Diệp Bắc Minh. Nhanh như chớp điện, Diệp Bắc Minh giơ kiếm đoạn long lên chặn lại. Choang! Một tiếng vang lên. Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy như một tòa núi đè xuống, cánh tay tê dại. Gạch nền dưới chân cũng ầm ầm nổ tung, lấy hai chân của anh làm trung tâm, lan rộng ra khắp xung quanh, giống như mạng nhện. Vết nứt kéo dài đến mười mấy mét, vô cùng kinh hãi. Vị võ tông này cũng ngẩn người, hơi kinh ngạc. Diệp Bắc Minh lại chặn được đòn tấn công của ông ta, không bị đập chết. Lúc này, cuối cùng Diệp Bắc Minh đã biết võ tông đáng sợ đến mức nào. Với thực lực hiện giờ của Diệp Bắc Minh, có thể bùng phát ra sức mạnh 20.000 cân. Một đòn của võ tông, ít nhất có sức mạnh 100.000 cân. Ít nhất cũng gấp 5 lần Diệp Bắc Minh. Khụ khụ khụ, khí huyết trong cơ thể sôi sục. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười hỏi, cậu nhóc, cảm giác thế nào? Diệp Bắc Minh trả lời, cảm giác rất tốt, toàn thân nóng rừng rực. Nhưng hình như không tổn thương gì. Thật kỳ lạ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, một đòn tấn công của võ giả võ tông sơ kỳ, có thể phát ra sức mạnh khoảng 100.000 cân. Cùng lắm cậu có thể phát ra sức mạnh 20.000 cân, kém 5 lần. Biết tại sao cậu có thể chống lại được sự tấn công của võ tông không? Diệp Bắc Minh bất ngờ, tại sao? Đúng thế. Anh dùng sức mạnh 20.000 cân mà chống lại được đòn tấn công 100.000 cân. Thật kỳ lạ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, bởi vì bất diệt kim thân quyết. Bất diệt kim thân quyết. Đúng, bất diệt kim thân quyết tầng thứ nhất, có thể khiến da thịt chống lại đạn dược, cũng có nghĩa là độ mạnh cơ thể hiện giờ của cậu hoàn toàn có thể chống lại được sự tấn công của võ tông. Diệp Bắc Minh ngẩn người, vãi, sao ông không nói sớm? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, nếu tôi nói sớm, thì cậu sẽ không đi vào, sống chết một phen với võ tông. Nếu ngay cả dũng khí đối mặt với võ tông mà cậu cũng không có, tôi nói với cậu cũng chẳng ích gì. Diệp Bắc Minh lập tức có lòng tin. Bất diệt kim thân quyết lại mạnh như vậy. Anh còn không biết. Nghĩ kỹ lại, Diệp Bắc Minh cũng hiểu ra. Sau khi tiến vào cảnh giới võ tông, có thể dùng cơ thể chống lại đạn dược. Anh tu luyện bất diệt kim thân quyết tầng thứ nhất,
cũng có thể dùng cơ thể chống đạn dược. Như vậy xem ra, tầng thứ nhất của bất diệt kim thân quyết tương đương với độ mạnh cơ thể của võ tông. Lập tức hiểu ra. Bù. Gió mạnh thổi đến, vị võ tông này phát động tấn công lần thứ hai. Một cánh tay khác đập về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Giết! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, điều động sức mạnh toàn thân. Lùi lại phía sau một mét, vung kiếm đoạn long, chém ngang qua. Phập! Vị võ tông này vội vàng lùi lại, trong đôi mắt đầy hàn ý băng lạnh, không dám đối kháng trực diện với kiếm đoạn long. Vũ khí này rất quỷ dị, khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm. Nếu cánh tay của mình đập vào kiếm đoạn long, không chừng sẽ bị chém đứt. Quá đã, tiếp tục. Diệp Bắc Minh quát lớn, huyết dịch sôi sục. Trước đây những kẻ địch mà anh đối diện đều bị anh giết chết ngay trong một chiêu, chẳng thú vị gì. Cuối cùng cũng có một đối thủ đáng gờm ệ rồi. Sắc mặt của võ tông đen xì. Mẹ kiếp! Ông đây là võ tông đấy. Một thanh niên võ vương cấp trung, thậm chí còn chưa đến võ hoàng như mày, đã được 30 tuổi chưa? Lại vượt cảnh giới lớn đánh trả qua lại với ông đây. Còn nói quá đã. Vãi! Một luồng lửa giận ngưng tụ. Võ tông tấn công ra một quyền, nội lực ngưng tụ thành một cái đầu hổ trong suốt, lao vùn vụt đến. Diệp Bắc Minh không tránh, hai tay giơ kiếm đoạn long, chém xuống hư không. Phập! Sóng khí cuồn cuồn lan ra, cái đầu hổ được ngưng tụ từ nội lực bị anh chém đôi. Sau đó, Diệp Bắc Minh không lùi lại mà tiến lên, chủ động tấn công. Cuồng ngạo! Võ tông này phát ra một tiếng gầm tức giận, phóng nội lực, một tầng ánh sáng nhẹ bao trùm cả phạm vi ba tấc quanh cơ thể ông ta. Xương cốt toàn thân ông ta lốp ba lốp bốp nổ vang. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo gió mạnh. Tang, tang, tang. Kiếm đoạn long chém xuống, toàn bộ bị võ tông đó chặn được. Tuy Diệp Bắc Minh có đủ lực phòng ngự, nhưng lực tấn công vẫn hơi kém một chút. Hai người đã đấu đến 30 chiêu. Bỗng nhiên. Kinh lôi chảm. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, vô cùng đột ngột. Một đường kiếm khí màu máu nổi lên chém đến. Cùng với sấm sét màu máu rơi xuống. Vị võ tông này không tránh kịp, bị sét đánh trúng, ngã bỏ dưới đất. Toàn thân co giật. Cả người đen xì. Cho dù là võ tông, cũng không chống lại được sấm sét khủng bố. Mày! Ông ta chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh sợ, đây là võ kỹ cấp thần, làm sao mày biết? Võ kỹ cấp thần? Mẹ kiếp, là võ kỹ cấp thần. Ông ta sắp phát điên rồi. Loại võ kỹ này, ông ta nằm mơ cũng muốn có được. Một vị võ hoàng khác thấy vậy, sợ đến tê dại ra đầu, quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh ném kiếm đoạn long ra. Xoạt! Trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của vị võ hoàng đó, đóng chặt ông ta lên bức tường của miếu thần. Giơ tay tóm, kiếm đoạn long biến mất, xuất hiện trong tay của Diệp Bắc Minh. Vị võ tông bò dưới đất tỏ vẻ mặt chấn kinh, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, đây là công pháp gì? Diệp Bắc Minh không có ý muốn giải thích. Đối diện với một người chết, thì có gì phải giải thích? Anh giơ tay, chuẩn bị chém một đường kiếm xuống. Dừng tay, Diệp Bắc Minh, tôi cũng là người Long Quốc. Quả nhiên Diệp Bắc Minh dừng lại. Lãnh đạm cúi nhìn ông ta, ố. Vị võ hoàng đó vội vàng nói, tôi là Từ Dần, là con cháu đời sau của Từ Phúc, quốc sư triều Tần. Tổ tiên của tôi phụng lệnh của Tần Thủy Hoàng, đến Đông Doanh tìm kiếm đan dược có thể khiến con người trường sinh bất lão. Tổ tiên Từ Phúc không quay về phục mệnh, mà dẫn theo 3.000 bé nam bé nữ đi xây dựng quốc đảo ở Đông Doanh. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Tất cả mọi việc cũng là hợp tình hợp lý. Thì là nguồn gốc của đảo quốc Đông Doanh là như vậy. Từ Dần bò lên, quỳ dưới chân Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, tha cho tôi một mạng đi. Tôi nhận cậu là chủ nhân, sau này Đông Doanh đều là của cậu. Cậu chính là thiên thần của Đông Doanh. Tôi lập một tượng thần cho cậu, sau này cả quốc đảo Đông Doanh mặc cho cậu điều khiển. Chỉ cần cậu tha cho tôi có thể làm con chó của cậu. Phập phập phập, Từ Dần không ngừng dập đầu. Diệp Bắc Minh thờ ơ làm thinh. Từ Dần do dự, cắn răng nói, Diệp Bắc Minh, tha cho tôi đi. Tôi nói cho cậu biết một bí mật, khi ở Long Quốc, nhà họ Từ tôi là gia tộc chạy ra từ Côn Luân Hư. Chúng tôi mang ra một lô hạt giống dược liệu hàng đầu, được trồng ở dưới lòng đất núi Phú Sĩ.
hơn 2.000 năm qua, số dược liệu này cũng thành cây trưởng thành rồi. Diệp Bắc Minh hơi sao động, dẫn tôi đi. Từ Dần đứng lên, toàn thân run run, không thể hoạt động bình thường. Vừa nãy đường xét đó đã phế hết kinh mạch toàn thân ông ta. Mất hết thực lực võ tông. Diệp Bắc Minh tiện tay bắn ra mấy cây kim châm, đâm vào trong cơ thể của Từ Dần. Từ Dần lại có thể cử động, chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ra lệnh nói, dẫn đường. Từ Dần không dám chậm trễ. Dẫn Diệp Bắc Minh tiến vào phía sau của đại điện. Tiếp đó là một cơ quan, mở ra một mật đạo, quanh co uốn khúc, đi xuống dưới lòng đất. Mật đạo rất sâu, vì gần núi lửa nên càng lúc càng nóng. Cuối cùng, hai người đến vị trí sâu hơn 500 mét dưới lòng đất. Phía trước có hàng loạt bia mộ. Có đến hàng trăm cái. Lặng lẽ đứng ở đó. Từ Phúc, Từ Lượng, Từ Thiên, Từ Khuyết. Từ Dần giải thích, đây là tổ tiên các đời nhà họ Từ tôi. Sau khi chết, tất cả đều được chôn tại đây. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đến sâu dưới lòng đất. Nơi này lại có một dòng sông dung nham, chậm rãi chảy qua. Nhiệt độ trong không khí cao đến dọa người, khí nóng ập đến. Phía trước có một cánh đồng, ở đó có rất nhiều dược liệu. Hai cây dược liệu trong đó lấp lánh ánh đỏ mờ mờ. Một cây hoa hỏa nhung, một cây cỏ thiên hỏa. Ít nhất phải đến hơn 1.000 năm tuổi. Những loại dược liệu khác khoảng mấy trăm năm tuổi. Hai cây dược liệu ngàn năm này, chắc chắn là thu hoạch bất ngờ. Diệp Bắc Minh nhìn sang Từ Dần, chẳng phải các ông mang một lô hạt giống dược liệu sao, sao chỉ có hai cây dược liệu hơn 1.000 năm tuổi. Anh vẫn còn chê ít. Từ Dần rất muốn thổ huyết, các tổ tiên khác cũng cần tu võ, bao nhiêu năm như vậy, mọi người cũng tiêu hao khá nhiều rồi. Soạt. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bỗng bước ra một bước, tiến vào trong cánh đồng dược liệu phía trước, giơ tay đào hai cây dược liệu hơn 1.000 năm tuổi lên. Từ Dần quát lớn một tiếng, ha ha, Diệp Bắc Minh, mày mắc bẫy rồi. Ông ta bỗng ấn nút một cơ quan. Choang. Một tiếng vang lớn. Một chiếc lồng sắt nặng mấy chục tấn từ trên không trung giáng xuống nhốt Diệp Bắc Minh vào trong cánh đồng dược liệu. Từ Dần tỏ vẻ âm hiểm, thay đổi trở mặt. Nét mặt dữ tợn. Cất giọng oán độc quát nói. Diệp Bắc Minh, đây là cơ quan được thiết kế để đề phòng có người đột nhập, lén lút hái trộm dược liệu. Chiếc lồng sắt này được chế tạo từ sắt đen mấy ngàn năm, vô cùng kiên cố, mày ở trong. Ông ta vẫn chưa nói hết. Diệp Bắc Minh liền giơ kiếm đoạn long. Nhẹ nhàng chém một đường. Giống như cắt đậu phụ, sắt đen mấy ngàn năm. Lại bị chém nứt một cách dễ dàng. Từ Dần há hốc miệng, không làm sao thốt ra lời, trong trong trong. Suýt nữa sợ chết. Diệp Bắc Minh ung dung đi ra, trong cái gì hả? Từ Dần quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta. Bây giờ bỏ chạy, có lẽ còn có cơ hội sống. Diệp Bắc Minh không có ý đuổi theo. Hình như muốn tha cho Từ Dần. Anh quay người xử lý dược liệu, hai cây dược liệu hơn 1.000 năm tuổi có thể luyện chế thành một lò hỏa tinh đan. Khiến mình tiến vào võ vương hậu kỳ, có lẽ không vấn đề chứ. Anh ngồi khoanh chân, xử lý đan dược, lấy ra đỉnh thanh mộc, làm liền một mạch. Bắt đầu luyện đan. Tốc độ của Từ Dần rất nhanh, ông ta xông ra khỏi lòng đất, xông ra khỏi Tenzin ra. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, Diệp Bắc Minh không đuổi theo ra. Từ Dần ngây thơ tưởng rằng, Diệp Bắc Minh đã tha cho ông ta, ha ha ha, xem ra hắn bị chỗ dược liệu này hấp dẫn đến mức không nỡ đuổi theo ra. Tốt quá rồi, ta không cần chết. Phập, cơ thể của Từ Dần bỗng nổ tung. Ba cây kim châm bay ra cùng với máu thịt. Quỷ môn thập tam châm, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Một ngày sau. Diệp Bắc Minh luyện ra 20 mấy viên đan dược. Mỗi một viên đều long lanh trong suốt, giống như viên trân châu mã não màu đỏ. Bề mặt của mỗi một viên đan dược đều có đường vân. Đan dược cực phẩm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khen ngợi, cậu nhóc, rốt cuộc thuật luyện đan của cậu học từ đâu đấy? Với độ tuổi của cậu, đúng là rất nghịch thiên. Đan dược cực phẩm nói luyện là luyện, mà còn không thất bại. Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, ký chủ các đời của ông có người như vậy không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ, có, còn nghịch thiên hơn cậu một chút. Vãi!
Diệp Bắc Minh liền nói một câu, vậy tôi còn phải cố gắng hơn nữa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bất lực, người ta là người của gia tộc luyện đan ở thế giới cấp cao, vừa ra đời đã nghiên cứu đan dược. Tuy anh ta luyện đan giỏi hơn cậu, nhưng thiên phú luyện võ lại không bằng cậu. Người giống như cậu, luyện võ thiên phú nghịch thiên, luyện đan thiên phú nghịch thiên, y thuật cũng nghịch thiên. Tôi thực sự chưa từng gặp. Diệp Bắc Minh không đáp lời nữa. Anh còn có con đường rất dài phải đi. Anh nhắm mắt, nuốt một viên đan dược. Một luồng năng lượng thuộc tính hỏa vô cùng thuần khiết hội tụ trong đan điền. Rồi truyền khắp xương cốt chân tay, gột rửa cơ thể của anh từng đợt liên tiếp. Một tiếng sau, dược lực được luyện hóa. Một viên, hai viên, ba viên. Diệp Bắc Minh giống như ăn đường, nuốt hết tất cả đan dược. Tập trung tinh thần, bắt đầu luyện hóa dược lực. Năm ngày sau, một luồng sóng khí khủng bố bùng phát ra từ trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Giống như biển thét ập đến. Cả trong động huyệt phun trào khí nóng. Anh trực tiếp đột phá xiềng xích của võ vương trung kỳ, tiến vào võ vương hậu kỳ. Sức mạnh của anh cũng tăng đến 100.000 cân. Sánh được với võ tông sơ kỳ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc, tốc độ trưởng thành của cậu đúng là nghịch thiên. Chẳng lẽ là vì từ nhỏ đã được rửa gần dẹp tủy ư? Diệp Bắc Minh mỉm cười, lúc tôi vào núi Côn Luân, mấy vị sư phụ đúng là từng rửa gần dẹp tủy cho tôi một lần. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nói, không đúng, rửa gần dẹp tủy mà tôi nói là từ hồi nhỏ. Bắt đầu từ lúc sinh ra, khoảng 1-2 tháng tuổi, cậu đã được người khác rửa gần dẹp tủy rồi. Bầu không khí yên tĩnh. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Từ nhỏ. Lúc khoảng 1-2 tháng tuổi. Vậy là sao? Diệp Bắc Minh vội vàng nói, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông nói cái gì? Tôi vừa ra đời được 1-2 tháng đã được người khác rửa gần dẹp tủy. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Vẻ mặt không thể tin nổi. Trước khi anh 18 tuổi, vốn không biết tu võ là gì. Càng không tiếp xúc với võ giả. Nhưng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nói, lúc anh 1-2 tháng tuổi, đã được người khác rửa gần dẹp tủy. Vậy rốt cuộc là thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bình tĩnh nói, tôi còn tưởng cậu biết, thì ra cậu không biết. Thực ra chuyện này, tôi đã phát hiện ra từ lúc ký điều ước với cậu rồi. Cơ thể của cậu, từ nhỏ đã từng được người khác rửa gần dẹp tủy một lần. Hơn nữa, đó là kiểu rửa gần dẹp tủy triệt để, thay đổi thiên phú luyện võ của cậu. Đồng thời cơ thể này của cậu vốn đã rất nghịch thiên, thích hợp tu võ. Lại thêm rửa gần dẹp tủy, cậu mới có tốc độ tu luyện nghịch thiên như hiện giờ. Diệp Bắc Minh lại ngẩn người. Trong phút chốc, anh nghĩ đến rất nhiều việc. Chẳng lẽ là mẹ của mình đã làm tất cả việc này? Đúng rồi. Chắc chắn là mẹ làm. Nếu không, làm sao bà ấy lại thu thập dược liệu khắp nơi? Từ Giang Nam đến Long Đô, rồi đến Hương Đảo. Cuối cùng còn đến Đông Doanh. Ban đầu, Diệp Bắc Minh còn tưởng rằng mẹ mình bị thương, cần dược liệu để trị thương. Bây giờ vừa nghe Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, Diệp Bắc Minh liền hiểu ra. Mẹ thu thập dược liệu, không phải là để trị thương, mà để rửa gân dẹp tủy cho mình. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, cậu nhóc, cậu rất thông minh, chắc là biết mẹ cậu thu thập dược liệu để làm gì rồi chứ. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi hiểu rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ cười một tiếng, bây giờ tôi có thể khẳng định, mẹ của cậu chắc chắn không phải là người của thế giới này. Mà đến từ thế giới cấp cao hơn, có lẽ tôi cũng được bà ấy đưa đến địa cầu. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm. Có phải mẹ đã rời đi rồi không? Còn ở trên thế giới này không? Cùng lúc đó, thành phố Giang Nam, trong đại doanh của Vạn Lăng Phong, ông ta đang xử lý chính sự. Bỗng nhiên, một bóng đen xông vào văn phòng của ông ta. Ai? Vạn Lăng Phong soạt một cái đứng bật dậy, đôi mắt ngưng lại, to gan thật đấy, ngay cả bộ chiến đấu Đông Nam mà cũng dám xông vào. Đối phương có thể tránh được lính canh gác. Xuất hiện ở đây, tuyệt đối không đơn giản. Bóng đen cất giọng âm lạnh, ngoại trừ bộ chiến đấu Long Đô và Long Hồn, thiên hạ không có nơi nào mà Điện Huyết Hồn không dám đến. Ông đến từ Điện Huyết Hồn. Đồng tử của Vạn Lăng Phong co lại. Phập, bóng đen bước ra một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Vạn Lăng Phong, giơ tay ấn vai của ông ta xuống. Vạn Lăng Phong đang định kháng cự, liền bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngã bò dưới đất, toàn thân gò bó,
Vạn Lăng Phong chấn hãi, ông, người của Điện Huyết Hồn, làm sao ông dám ra tay với tôi? Tôi là người quan chức Long Quốc. Bóng đen cười lạnh lùng, muốn trách thì trách ông không nên là người của Diệp Bắc Minh. Điện chủ đã hạ lệnh, bất kỳ người nào có quan hệ với Diệp Bắc Minh, giết không cần hỏi. Đưa đi. Hai huyết thị của Điện Huyết Hồn đi vào. Đưa Vạn Lăng Phong đi. Trong lúc đó, trong văn phòng của tập đoàn Tuyết Minh, một cô gái diêm dúa đá mở cánh cửa văn phòng đi vào trong. Cô Hạ, đi theo chúng tôi một chuyến đi. Hạ Nhược Tuyết đặt tài liệu trong tay xuống, cô là người của nhà họ Đường. Cô gái cười gật đầu, cô Hạ thật thông minh, môn chủ đã nói, cậu chủ khi còn sống không có được cô. Sau khi chết, cô cũng phải cùng cậu ấy kết thành vợ chồng. Cho nên, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Đúng rồi, tốt nhất cô đừng kháng cự, nếu không, tất cả nhân viên của tập đoàn Tuyết Minh sẽ chết. Hạ Nhược Tuyết tái mặt. Vợ của người chết. Muốn cô ấy gả cho một người chết ư. Lúc này, Tôn Thiến ở một bên xông ra, tay cầm bình cứu hỏa. Xịt lung tung khắp chỗ. Khói bụi đầy phòng. Nhược Tuyệt, đi thôi. Cậu mau chạy đi. Cô gái của Đường Môn lạnh mặt, hình bóng nhanh nhẹn mạnh mẽ, lập tức tóm chặt cổ họng của Tôn Thiến. Định bóp nát. Dừng tay. Một tiếng quát vang lên. Hạ Nhược Tuyết đứng trước cửa sổ, nửa người trên vươn ra ngoài, nếu cô giết cô ấy, tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Độ cao 39 tầng, tôi sẽ ngã thành vũng bùn. Đến lúc đó tôi xem cô ăn nói thế nào với Đường Môn chủ. Cô gái đó kinh hãi, chậm rãi buông lỏng Tôn Thiến. Tiện tay lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Tôn Thiến. Cô cho tôi uống cái gì thế hả? Tôn Thiến tái mặt. Cô gái Đường Môn cười xấu xa, không có gì, chỉ là một viên thuốc độc bình thường thôi. Trong một ngày, toàn thân cô sẽ nát giữa. Đương nhiên, cô sẽ không chết. Nhưng cả đời cô, làn da của cô sẽ giống như con cóc. Tôn Thiến sợ ngẩn người, mềm nhũn ngồi dưới đất như con vịt. A. Đưa đi. Cô gái Đường Môn hạ lệnh. Mấy người tiến lên đưa Hạ Nhược Tuyết đi. Trung Hải. Đại học Trung Hải. Chu Nhược Giai và Tô Ấu Ninh vừa từ thư viện đi ra. Bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên ăn mặc màu mè chặn hai người lại. Chu Nhược Giai cảm thấy kỳ lạ, bà cô này, bà có chuyện gì à? Tô Ấu Ninh cau mày, ăn mặc thật kỳ lạ, sao áo của bà hơi giống cổ trang thế? Chẳng lẽ là đang quay phim sao? Không đúng, Trung Hải là thủ đô, thành phố hiện đại hóa nhất. Cho dù muốn quay phim, cũng không thể nào quay ở Đại học Trung Hải. Chẳng lẽ là phim xuyên không về hiện đại? Người phụ nữ trung niên không để ý đến Tô Ấu Ninh, nhìn chằm chằm Chu Nhược Giai giống như đang nhìn một món bảo bối. Trong ánh mắt phát sáng, gật đầu liên tục. Một lát sau, bà ta mới cười nói, cô gái, thể chất của cô rất đặc biệt. Theo tôi về Côn Luân Hư, nơi đó là nơi mà tất cả mọi người đều khao khát được đến. Nói xong, bà ta đưa ra một cánh tay, tóm về phía Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai kinh sợ, lùi lại nửa bước theo bản năng, tôi không đi. Người phụ nữ trung niên cau mày, trực tiếp tóm chặt cổ tay của Chu Nhược Giai, không đi. Ha ha, cô không quyết định được. Đi theo tôi đi, sau này cô sẽ cảm ơn tôi. Dừng tay. Một giọng nói âm lạnh vang lên. Chu Nhược Giai và Tô Ấu Ninh nhìn qua. Năm người đàn ông mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng là đang là thời điểm giao mùa giữa hè và thu. Nhiệt độ bên ngoài vẫn còn 30 mấy độ. Khoảnh khắc những người này xuất hiện, hai cô gái không nhịn được phải ớn lạnh. Lạnh lẽo, âm lạnh. Một người đàn ông áo choàng đen trong đó chỉ vào Chu Nhược Giai nói, chúng tôi muốn cô gái này. Người phụ nữ trung niên thản nhiên nói, ồ, mấy người là ai, dám cướp người với tôi. Người đàn ông mặc áo choàng đen nhếch mép, chúng tôi đến từ Điện Huyết Hồn, đã đủ chưa? Điện Huyết Hồn. Lợi hại quá. Người phụ nữ trung niên khẽ gật đầu. Bà ta giơ tay giáng một cái bạt tai qua. Phụt. Năm người đàn ông mặc áo đen của Điện Huyết Hồn lập tức bay ra xa. Phun ra một ngụm máu tươi. Tô Ấu Ninh ngẩn người, trợn mắt há hốc miệng. Cô ta kinh ngạc quay đầu nhìn sang người phụ nữ trung niên. Lại thấy một cảnh chấn hãi. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên dẫn Chu Nhược Giai bước ra một bước, đã xuất hiện ở chỗ cách xa mấy chục mét. Chỉ để lại tàn ảnh ở chỗ cũ. Sau mấy bước,
hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Tô Ấu Ninh ngẩn người. Một lúc lâu sau mới thét gọi, Nhược Giai. Một tiếng sau, Diệp Bắc Minh hái đi tất cả dược liệu. Đi ra khỏi miếu thần của Tenzin ra. Tút tút tút, tinh tinh tinh, tinh tinh tinh. Một tràng âm thanh vang lên. Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ. Các loại tin nhắn. Diệp Bắc Minh mở máy, cúi đầu xem, toi rồi. Anh vừa nhìn, tổng cộng 100 cuộc gọi nhỡ. Mấy chục tin nhắn. Sư đệ, đệ đang ở đâu? Tiểu sư đệ, đệ mau nghe máy đi, sư tỷ sắp lo muốn chết rồi. Tiểu sư đệ, đệ có chuyện gì, có gặp nguy hiểm không? Tiểu sư đệ, đệ còn không xuất hiện, chúng ta sẽ tấn công Đông Doanh đấy. Tiểu sư đệ, chúng ta khai chiến đây. Tiểu sư đệ, các đại quân Đông Doanh đã đầu hàng rồi, đệ đang ở đâu? Đọc một loạt tin chiến thắng. Diệp Bắc Minh hoàn toàn thộn mặt. Mình chỉ biến mất mấy ngày. Mấy sư tỷ đã chiếm cả Đông Doanh rồi. Tút tút tút. Lúc này, điện thoại của Diệp Bắc Minh lại đổ chuông. Thất sư tỷ Ngọc Diện La Sát Liễu Như Khanh gọi đến, tiểu sư đệ, đệ làm chúng ta lo muốn chết. Đệ đang ở đâu, chúng ta đến đón đệ ngay. Diệp Bắc Minh chỉ đánh nói ra vị trí của mình. Tinh tinh tinh. Điện thoại sắp hết pin. Trực tiếp sập nguồn. Mấy ngày không sạc pin, nghe một cuộc đã hết pin. Chưa đến 10 phút. Một chiếc máy bay chiến đấu bay đến, trực tiếp dừng trên không đỉnh đầu Diệp Bắc Minh. Xoạt, xoạt, xoạt. Bốn bóng hình xinh đẹp lần lượt nhảy xuống. Thập sư tỷ, cửu sư tỷ, bát sư tỷ, thất sư tỷ, đều mặc chiến giáp. Ôm Diệp Bắc Minh vào lòng. Kiểm tra một lượt. Đã thành việc phải làm đầu tiên. Chân tay, người, mắt, mũi, miệng đều không vấn đề. Ngược lại, cơ thể còn rắn chắc hơn. Cơ bắp nổi cuồn cuộn. Chân tay chắc khỏe có lực. Mấy sư tỷ thở nhẹ nhõm. Vương Như Yên nói, tiểu sư đệ, đệ muốn dọa chết các tỷ hả? Mấy ngày nay, đệ đã đi đâu? Diệp Bắc Minh giải thích một hồi. Kể ra chuyện từ dần. Mấy sư tỷ hơi bất ngờ. Lục Tuyết Kỳ hơi không ngờ nói, không ngờ con cháu đời sau của Từ Phúc lại định cư ở Đông Doanh thật. Liễu Như Khanh hạ lệnh, cho người đến kiểm tra bên trong Tenzin gia có còn bí mật khác không. Rồi đưa Diệp Bắc Minh rời khỏi núi Phú Sĩ, trực tiếp về đến Hoàng Cung của Uy Hoàng. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, các sư tỷ, các tỷ chiếm Đông Doanh thật rồi hả? Lục Tuyết Kỳ gật đầu, cũng không phải chiếm, chỉ là tất cả quân đội có sức chiến đấu đều bị các tỷ đánh bại thôi. Muốn chiếm cứ Đông Doanh, không phải đánh bại quân đội là được. Còn phải ổn định lòng người. Còn cả những thị tộc lớn, nhóm hội, tập đoàn tài chính lớn hàng đầu, Uy Hoàng cũng không kiểm soát nổi bọn họ, tạm thời chúng ta vẫn chưa giải quyết được. Tối nay có một buổi yến tiệc, chúng ta sẽ đàm phán với lãnh đạo cấp cao Đông Doanh. Diệp Bắc Minh hơi suy ngẫm gật đầu. Thế còn tạm, Liễu Như Khanh cau mày, chúng ta dựng một bù nhìn làm Uy Hoàng hay sao? Vương Như Yên hơi lo lắng, chúng ta làm như vậy, liệu lãnh đạo cấp cao của Long Quốc có ý kiến không? Việc chúng ta can thiệp vào Đông Doanh, rất dễ bị lãnh đạo cấp cao khác của Long Quốc nắm thóp, đến lúc đó. Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, có liên quan gì đến bọn họ? Bọn họ dám không? Bá đạo hùng hổ. Liễu Như Khanh cười không nói gì. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, mấy vị sư tỷ, để có kiến nghị. Nếu để gia tộc của người nào đó điều khiển Uy Hoàng, chúng ta lại điều khiển gia tộc của người đó, thì có được không? Ánh mắt của mấy sư tỷ sáng lên. Vương Như Yên khen ngợi nói, ý kiến hay, qua tay một người thì không liên quan đến chúng ta rồi. Lúc này, Chiba Sadako ở xa tận Trung Hải. Nghe điện Diệp Bắc Minh gọi đến. Chiba Sadako, cô về quốc đảo ngay lập tức, tôi tặng cô một món quà. Chiba Sadako nghe Diệp Bắc Minh nói xong. Cái gì? Chủ nhân? Thật không? Tôi? Anh chắc chắn chứ? Chiba Sadako kích động. Toàn thân run lên. Thế này là sao? Có chuyện gì vậy? Uy Hoàng chết rồi. Đông Doanh bị tấn công. Lãnh đạo cấp cao sắp bắt đầu đàm phán. Sao cô ta không nghe được chút tin tức nào? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chiba Sadako không dám chậm trễ. Bay về đảo quốc Đông Doanh với tốc độ nhanh nhất. Không phải tin tức không truyền ra ngoài, mà là mấy vị sư tỷ của Diệp Bắc Minh đã phong tỏa tất cả tin tức.
Bên ngoài tạm thời không biết đảo quốc Đông Doanh đã bị tấn công. Hai tiếng sau, thủ đô, cả gia tộc thượng lưu Đông Doanh loạn thành một nồi cháo. Đại quân Long Quốc bất ngờ phát động tấn công, công phá tất cả bộ chiến đấu của Đông Doanh. Lúc này, người dân bình thường còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ rằng chỉ là buổi diễn tập. Nhưng đối với những giai tộc tầng lớp thượng lưu của Đông Doanh, đất nước diệt vong chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ các gia tộc lớn đều tập trung tại đây, bọn họ bị uy hiếp chưa từng có. Toàn bộ thị tộc hàng đầu Đông Doanh đều tập trung đông đủ. Các gia tộc hàng đầu như tộc Jinji, tộc Fuoto, tộc Fujiwara, tộc Toyotomi đều có mặt. Các gia tộc lớn khác như gia tộc Tokugawa, gia tộc Chiba, gia tộc Isan, gia tộc Yagyu, gia tộc Ito đều tập trung lại một sảnh. Có đến mấy chục ngàn người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.